Okay, take care, everyone. Bye bye for now. Cảm Yes, ơn bye thầy, bye. bên chị. Cảm ơn Okay, đẹp bye bye. mở. Hello everyone, xin hỏi các bạn có nghe tiếng Hà Cát nói chưa? Hello. Okay, right. Hà Cát chào tất cả các bạn nha. Có một số các bạn hay hỏi những câu hỏi chế Hà Cát trong cái giờ lớp của người khác đó. Thành ra Hà Cát xin lỗi là cái tính của Hà Cát không có thích text chat nhiều khi mà các giảng viên khác giữa lớp, cho nên các bạn thông cảm ha. Những cái điều gì mà Hà Cát có thể trả lời chung chung được thì lâu lâu Hà Cát mới viết lên chút xíu thôi. Chứ còn tính của Hà Cát không có thích làm ví dụ như là mình làm các bạn phân tâm trong cái giờ lớp của các instructor khác. Bởi vậy cho nên nhiều khi các bạn hỏi mà các không dám trả lời thì các bạn cũng thông cảm cho các điều đó nha. Hôm qua Hà Cát có để một cái message lại trên hai sư lập xưởng là nếu mà 10 giờ mà Hà Cát vào không được đó, có nghĩa là Hà Cát ngủ quên, là tại vì hôm qua Hà Cát thức nguyên cả một đêm để học. Cho nên sức người có hạn, các bạn cũng thông cảm giùm ha, là tại vì Hà Cát đang trong hai cái tuần thi, hết tuần này nữa tới thứ sáu Hà Cát sẽ thi một bài cuối cùng, thì bắt đầu từ thứ hai thứ bảy tuần tới là Hà Cát sẽ hết cái semester này. Nhưng mà không biết là thi xong rồi sức khỏe như thế nào. Cho nên nếu mà tuần tới Hà Cát cũng không vào thì các bạn biết là Hà Cát đang bị gục ha. Tại vì không hết sức rồi thì thường thường là những cái ngày khi mà xong thi đó là Hà Cát ngủ li bì cả hai ba bữa để mà lấy lại sức. So nếu mà tuần tới Hà Cát vẫn chưa vào được thì các bạn cũng thông cảm, nhưng mà Hà Cát sẽ cố gắng. Thêm một điều nữa là Hà Cát thấy cái khóa luyện âm này đi hơi lâu, cho nên Hà Cát sẽ wrap up everything. Wrap up có nghĩa là Hà Cát gom tất cả những cái điều nào cần nói và sẽ nói xong cái khóa luyện âm ngày hôm nay. Khi mà Hà Cát bắt đầu trở lại đó, Hà Cát sẽ cố gắng lên với các bạn trong cái thời khóa biểu là 3 lần trong một tuần. Và đó là khi mà Hà Cát thật sự cùng với các bạn, chúng ta cùng bắt đầu đọc và chúng ta cùng bắt đầu học. Khóa luyện âm Hà Cát nói trước đó chỉ là một cái overview, tất cả những cái điều mà chúng ta cần biết ở trong về phonology là những cái điều cần thiết về cách phát âm trong tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có ngồi nghe lý thuyết không đó thì nó sẽ không giúp cho các bạn. Chỉ khi nào các bạn lên và có cái cơ hội thực hành thì các bạn mới đem những cái lý thuyết đó ra để mà áp dụng, người ta kêu là application. Cho nên mình nghe không nhưng mà bắt buộc mình phải đem ra để mình apply, thì khi đó các bạn mới bắt đầu có thể nhận ra được và các bạn sẽ nhớ và các bạn sẽ có thể tiến được trong tiếng Anh. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay Hà Cát sẽ nói hết qua cái phần digraph and final consonants. Cho nên Hà Cát sẽ nói hết về cái vấn đề đó. Sau đó tuần tới thì các bạn hãy coi, cố gắng vào trong VDSL để coi cái thời khóa biểu mới nha. Khi mà Hà Cát đưa lên, có thể là Hà Cát vẫn giữ những lớp tối thứ bảy tới chủ nhật, nhưng mà có thể là Hà Cát sẽ có lên thêm một vài lớp khác nữa. Và khi đó Hà Cát sẽ bắt đầu đưa bài lên để cho các bạn mầm non đó, các bạn đang học lớp pre-K và kindergarten và lớp 1, lớp 2, chúng ta sẽ bắt đầu tập đọc và bắt đầu luyện. Okay. Các bạn cũng thường nghe người ta nói cái câu là grades 1 through 2 about learning to read. Những các em mà học từ lớp 1 tới lớp 2 đó các bạn, là bắt đầu learning to read, là bắt đầu tập để mà đọc. Nhưng mà từ lớp 3 trở lên đó, grades 3 and above, about reading to learn, thì có nghĩa là từ lớp 3 trở lên đó là chúng ta đọc để mà học hỏi thêm. Bởi vậy cho nên các bạn sẽ thấy là từ trước tới bây giờ các bạn ngồi, các bạn nghe learning about
reading, mình phải làm như thế nào để mình bắt đầu mình đọc được. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng những cái điều mà chúng ta học được, nhưng bây giờ mình phải đem ra cho. Vì khi mà mình đọc đó các bạn, thì mình bắt đầu to learn, có nghĩa là mình sẽ học hỏi lên rất là nhiều điều. Ví dụ như các bạn thấy những cái bài của ABC đưa lên là những cái bài rất là cao, và khi mà các bạn có thể đọc được fluently, có nghĩa là bạn đọc rất là trôi chảy và bạn có cái sự hiểu biết comprehension về cái bài đó mà không cần phải dịch các bạn nhé. Chúng ta học mà chúng ta cứ phải lo dịch hoài đó, cái điều đó là cái điều không nên. Là tại vì khi mà hai ngôn ngữ đó, các bạn phải làm sao mà có cái sự lưu loát khi mà chúng ta học cái ngôn ngữ thứ hai. Đừng có cứ dịch sang tiếng Việt hoài, cái đó các bạn sẽ bị stuck right there. Stuck có nghĩa là chúng ta sẽ bị đứng lại khựng lại một chỗ đó. Ok. Bà Kiều Thúy có nghe được không? Không nghe được, các bạn nghe được phải không? Đúng rồi. Dạ. Bởi vì mình cứ cho nên đôi khi cái sự hiểu biết các bạn biết là ok, mình đọc qua mình hiểu hết. Và cái đó là cái cách mà các muốn các bạn phải đạt được. Chứ các không muốn các bạn cứ thấy cái bài nào mình cũng phải lo tra từ điển để mà mình dịch. Nó sẽ làm cho cái sự tiến bộ của các bạn trong ngôn ngữ Anh văn đó nó sẽ hơi chậm. Cho nên những cái bài mà các đưa lên bắt đầu từ tuần tới đó, các bạn sẽ thấy nó ở cái level rất rất là thấp. Cho nên một số các bạn khi mà các bạn đọc đó, các bạn sẽ nói ồ sao bài dễ quá như vậy, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ bắt đầu build cái foundation, chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nền tảng khi mà các bạn học. Tại vì các bạn cứ nói là học tiếng Anh bắt đầu từ đâu, thì các sẽ đưa cái nền tảng đầu tiên cho các bạn để các bạn từ từ build lên, và những cái vocabulary hay là bất cứ những cái gì gì đó là các bạn sẽ thấy nó nằm ngay ở trong đó, cả grammar nó bao gồm tất cả mọi thứ ở trong đó. Cho nên khi mà các bạn đọc những cái bài đầu tiên, nếu mà các bạn thấy ồ mấy cái bài này nó dễ quá thì cái điều đó rất là tốt. Ok, nhưng mà từ từ các bạn sẽ thấy hàng tuần lên lên các bạn sẽ thấy một cái số phrases ở trong đó là những cái cụm từ mà người Mỹ họ hay dùng, hay là những cái idiom rất là quen thuộc, và từ từ các bạn sẽ có cái sự học hỏi từ đó, và mình sẽ build up on your knowledge cho các bạn ha. Chứ không phải là mình vào một cái là mình có thể đọc được tất cả mọi mọi cái bài mà các instructor đưa lên đâu, tại vì nó chưa có đúng cái level của mình. Cho nên các bạn sẽ từ từ các bạn sẽ thấy. Cho nên những cái lớp mà họ có giúp là cho các beginners, để các bạn có thể có một cái số vốn Anh văn, cái số vốn từ vựng, để các bạn có thể bắt đầu nói được, và các bạn phải đem áp dụng right away. Có nghĩa là mình phải đem ra và mình thực hành ngay. Bất cứ những cái gì mà chúng ta học được, các bạn phải đem ra để mà dùng, và cố gắng build on những cái đó các bạn ha. Có nghĩa là mình cứ mỗi một ngày mình sẽ học lên, học lên, học lên, học lên. Mình không có cần phải trở lại học những cái điều đó nữa, là tại vì mình đã học qua rồi. Và tới một cái trình độ mà các bạn sẽ thấy là những cái bài mà ABC đưa lên, các bạn sẽ đọc lưu loát. Khi mà lưu loát nó có nghĩa là chúng ta không phải khựng lại để chúng ta coi thử cái chữ này đọc như thế nào nữa. Khi đó các bạn đã decode được tất cả mọi chữ rồi, và các bạn không còn phải mất thời giờ là cái chữ này mình đọc làm sao, nghĩa là mình bị phân tâm nữa, mà mình sẽ đọc lưu loát hết và mình sẽ hiểu hết. Cho nên cái gì nó cũng phải có cái sự cái cần cái nền tảng vững chắc từ đầu. Cho nên các bạn mới vào học đó đừng có nản. Okay, các biết là có một số bạn thấy những cái bài đưa lên các bạn sẽ rất là frustrated. Tại vì sao? Tại vì nó không có đúng cái level của mình. Cho nên các bạn sẽ trở thành ra là những frustrated reader. Tại vì nó quá cao. Alright. So bây giờ các bắt đầu nói tiếp về cái phần số 5. Các bạn đã thấy các lấy cái phần số 6, số 7 và số 8 bỏ đi rồi, tại vì các phải cần kết thúc cái khóa luyện âm để mà cho các bạn bắt đầu để tập đọc. Trong cái những cái giờ mà tập đọc đó, các sẽ giúp thêm cho các bạn cái phần 6, phần 7 và phần 8, những cái phần mà các chưa nói tới trong khóa luyện âm. Vậy vậy cho nên các bạn nếu theo dõi các bạn sẽ không có mất cái gì đâu. Và các vẫn còn giữ những cái bài mà các cần chia sẻ với các bạn. Nhưng mà các thấy là khóa luyện âm mà kéo dài hình như tuần này tới tuần số 5 rồi thì nó hơi quá quá dài, và một số các bạn cứ vào và nói nó ô lần hôm nay là lần đầu tiên vào học. Bởi vậy cho nên cái số người bắt đầu từ từ loãng, và các không có muốn continue, không có muốn tiếp tục nếu mà cái khóa luyện âm bị loãng như vậy. Cho nên các sẽ chấm dứt ngày hôm nay. Các sẽ nói về cái phần
digraph và phần ending consonant sounds. Và chúng ta sẽ ngừng ở đây. Ok. Không thể tiếp tục được bạn, là tại vì những cái điều đó các bạn sẽ học ở trong lớp. Nếu mà các bạn cùng vào trong đây học, là các bạn sẽ học tiếp với Hà Cát ở trong này. Ok. Hà Cát không đưa lên YouTube tài ha. Những cái bài mà trong khóa luyện âm có một bạn đưa lên YouTube thì ok, Hà Cát cũng cũng đành phải chấp nhận. Nhưng mà Hà Cát nghĩ rằng các lớp mà các bạn tập đọc đó thì không nên đưa lên YouTube, là tại vì khi đó các bạn ở phía dưới sẽ ngại ngùng khi mà vào để cùng tập đọc. Cho nên Hà Cát sẽ tiếp tục giúp đó Đào Thanh Luân, nhưng mà Hà Cát sẽ không có ở trong các lớp. Đào Thanh Luân hiểu không? Tại vì Hà Cát thấy là những cái phần mà Hà Cát đưa lên cho các bạn đó, thì các bạn nên vào trong lớp, thì Hà Cát sẽ đưa lên hàng tuần để mà Hà Cát giúp cho các bạn cố gắng cố gắng theo dõi bài, thì các bạn sẽ nhận ra hết được tất cả những cái phần 6, phần 7 và phần 8 và còn nhiều nữa, chứ không phải là chúng ta sẽ ngừng lại ở đó đâu. Lúc nào Hà Cát có thêm giờ ngoài vậy? Nói trước 4 hoặc 5 tiếng. Ok, Hoàng Tử, Hà Cát sẽ cố gắng. Thật sự ra Hà Cát không có dùng Facebook, nhưng mà có một số các bạn cái yêu cầu là Hà Cát nên dùng Facebook để mà tiện thông báo cho các bạn. Nói thật ra là Hà Cát quá busy, nhưng mà Hà Cát sẽ chắc là phải nhờ một trong các ở trong này làm một cái Facebook cho Excel, rồi Hà Cát sẽ thông báo các bạn qua đó. Ok, chẳng hạn trước mấy tiếng đồng hồ là, hoặc là trước 24 tiếng cũng được, là giờ đó sẽ có lớp của người nào tại vì Hà thấy có một số các bạn bị mất bài đó, và khi các bạn luyện tập đó, Hà Cát biết là các bạn sẽ rất là khó các bạn ha, nếu mà các bạn không theo không theo tất cả mọi bài, tại vì những cái bài Hà Cát soạn đó là nó sẽ theo, nó sẽ cho hết cả 36 tuần, là 9 tháng. Bởi vậy cho nên nghĩa là theo cái tuần ở bên Mỹ này đó, khi mà dạy đó, nhưng mà Hà Cát gom lại là tới 4 lớp ở trong đó. Cho nên các bạn cho Hà Cát một một ít thời gian ha, tại vì cái tuần này Hà Cát đang còn phải học thi, thành ra hơi busy. Nhưng mà khi mà thi xong rồi đó, Hà Cát sẽ cố gắng lên thường xuyên và đáp ứng lại cái nhu cầu cần thiết của các bạn, là chúng ta phải luyện tập và chúng ta phải nói được tiếng Anh lưu loát trong vòng khoảng 6 tháng, được không các bạn? Ok, rồi ha. Những bạn nào đó mà chưa có những cái tài liệu từ trước, Hà có khuyên là các bạn hãy vào trong đây. Ok, Hà có đưa cái link lên cho các bạn. Hà Cát muốn các bạn vào trong đây cố gắng nghe lại những cái bài giảng trong khóa luyện âm, nó hơi dài một chút. Dạ, chính Hà Cát nghe Hà Cát còn oải nữa. Hà Cát biết các bạn mà phải ngồi nghe có mấy tiếng, Hà Cát cũng tội nghiệp các bạn lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta cần biết tất cả những cái điều mà khái niệm về phonology ở trong tiếng Anh đó các bạn, thì chúng ta bắt buộc phải ngồi nghe. Cho nên cố gắng đấy ha, không cần phải nghe trong một tuần, có thể để dài lâu lâu nghe khoảng 10 phút, 15 phút cũng được. Hà Cát nghe Hà Cát còn ngán nữa mà. Ok, but anyway, chúng ta bắt đầu bài các bạn ha. Ok, let me see, hồi hôm trước chúng ta ngừng lại ở MSH, MSH nói xong rồi, MZH. Ok, ZH là một cái âm nằm ở phía sau, ending sound cho một cái syllable. Các bạn để ý nha, các sẽ nói rất là nhiều về syllable. Nghe vậy không bị nightmare. Hay rồi đó. Ok, khi mà chúng ta khi mà Hà Cát nói tới cái syllable, các bạn để ý ha, là chúng ta mới chỉ có nói tới one syllable words. Ok, cái gì cũng vậy hết, chúng ta sẽ có cái foundation như Hà Cát nói. Trong tiếng Anh cũng vậy, chúng ta học one syllable words ở cái trước. Hà Cát sẽ giúp cho các bạn từ từ build up lên two syllable words và tới three, tới four, tới five, tới six. Từ từ các bạn sẽ có cái sự hiểu biết rất là mau lẹ, mà các bạn có thể hiểu từ những cái chữ nhỏ như thế này. Chẳng hạn như Hà Cát đưa lên cái chữ này đi. Tuần trước chúng ta đã nói về QU rồi phải không các bạn? QU cho các bạn âm gì? Còn ai nhớ không?
Đúng rồi, ok. Thì ở trong này âm n ở trong này. Ok, các bạn sẽ thấy n ở trong đây sẽ cho bạn âm gì? Thường thường chúng ta thấy vowel cộng với một cái consonant nằm ở phía sau không đó, nó sẽ là short e sound. Very good. Và cái âm ch nằm ở phía sau nó cho chúng ta cái âm gì? Âm ch, âm sh, đúng, that's right, ok. Thì khi mà nhìn vào cái chữ này đó, với cái sự hiểu biết của các bạn học qua những cái lớp có luyện âm, các bạn có thể viết phiên âm cho cái chữ này được không? Hoặc là các bạn tự nhìn, các bạn có thể nghĩ rằng mình có thể đọc ngay cái chữ này là ngay lập tức được không? Quench, đúng không? Có nghĩa là phần đông các bạn có thể nhìn và các bạn đã biết. Thì từ từ chúng ta sẽ học lên những cái chữ chẳng hạn như thế này, một cái suffix above. Khi mà cái chữ A, B, L, E mà chúng ta cộng vào phía sau một cái chữ đó, đó là một cái suffix. Thì khi mà các bạn thấy cái chữ quench cộng với cái chữ above, ok. Và khi mà Hà Cá nói tới cái chữ able thì Hà Cá sẽ giải thích cho các bạn khi nào cái chữ able đọc là able và khi nào cái chữ able là cái suffix chúng ta sẽ đọc là above. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ biết ngay cái chữ này nó là suffix, thì các bạn sẽ đọc là quenchable. Thì khi chúng ta sẽ nói tới prefix, ok, prefix nó nằm ở phía trước và cái chữ này là cái chữ an. Prefix thường thường nó không có đổi cái cách đọc của một cái chữ. Bởi vậy cho nên Hà Cát có thể đưa lên một cái chữ lớn như thế này. Và các bạn nhìn qua các bạn sẽ biết ngay cách đọc. Đó, gọi là decoding. Ok, cho nên khi mà chúng ta có thể, các bạn chỉ cần nhìn vào trong một chữ và các bạn sẽ chia ngay ra được. Ok, and, that's easy. Quench, mình đã biết cách đọc của nó rồi. Able, thì các bạn sẽ đọc nhìn vào chữ unquenchable. Thì đó là cách mà chúng ta có thể đọc một cái từ mà nó tới bốn âm tiết mà chúng rất một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà cái căn bản đầu tiên là chúng ta phải biết là QU đứng cho âm gì hay là N ở trong đây sẽ là short E sound và CH sẽ là short sound. Vậy vậy cho nên trong một cái syllable, cái đầu tiên đó là chúng ta có thể nhận ra những cái âm ở trong cái syllable đó. Thì các bạn rất rất là dễ dàng có thể build lên từ cái syllable đó để trở thành ra là nhiều cái syllable khác. Bởi vậy cho nên cái điều mà căn bản nhất là các muốn các bạn bây giờ đó là làm sao nhìn vào một chữ và có thể decode nó ra được cái chữ đó nó có những cái âm nào, nó có những cái sounds nào ở trong đó. That's why chúng ta cứ phải luyện đi luyện lại về cái vấn đề mà nói về âm. Và chúng ta đã nói qua cái phần initial sound là cái phần consonant cho initial consonant. Sounds, ok. Và chúng ta đã nói về các vowel sound. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái phần final sound, ok. Thì trong một số trong các từ ở trong tiếng Anh đó, thì các bạn đã thấy rồi. Có nhiều khi consonant đi chung với consonant nó cho chúng ta một là digraph và hai là blends, ok. Cho nên tuần trước chúng ta đã nói về những cái vấn đề mà digraph và blend khác nhau như thế nào rồi. Hà Cát cho các bạn một cái ví dụ trước khi Hà Cát hết lớp tuần trước. Các bạn có thể nắm vững được cái điều Hà Cát nói chưa, hay là vẫn còn một số bạn không hiểu được về vấn đề digraph and blend, hoặc là vấn đề về voice và voiceless. Những người mà học trước thì mới hiểu, còn những người không học trước chắc nghe là các nói không hiểu đâu. Nghe hiểu được rồi phải không? Ok. Thì ngày hôm nay khi mà Hà Cát nói tới các ending sound, Hà Cát nói xong rồi, Hà Cát sẽ cho các bạn một cái assessment. Ok, assessment có nghĩa là Hà Cát sẽ bắt đầu cho các bạn thử cái sự hiểu biết của mình. Là coi các bạn đã nắm vững được chưa, để coi cái khóa luyện âm này đã có giúp cho các bạn được hay là không. Alright, giờ chúng ta sẽ nói đi qua mau những cái âm cuối cùng ở trong bài học bài số 5. Nếu mà các bạn nào mà chưa có thì các bạn vào trong link, các bạn sẽ thấy cái bài số 5. Giờ chúng ta đang nói tới cái phần cuối cùng trước khi chúng ta nói về các plan để mà đi qua. Ok, CH, SH rồi, let's see, ok, âm CH. Âm ch là cái ending sound cho một cái syllable.
Ok, một cái syllable. Trong tiếng Anh không có bắt đầu bằng cái âm GH được, mà sẽ là cái ending sound. Các chào các bạn mới vào. Cho nên khi mà các bạn sẽ thấy âm j, j, nó là âm của từ bên Pháp qua. Và một số người Mỹ đó, chính người Mỹ họ cũng không quen đọc cái âm này. Vậy vậy cho nên khi mà các bạn nghe những cái chuyện như thế này. Garage. Thì các bạn sẽ thấy cái âm j nằm ở phía sau đó. Người Mỹ họ đã biến nó ra, tại vì họ thấy âm GE nằm ở phía sau, thành ra họ cho cái âm GE nó trở thành ra là âm J. Cho nên các bạn sẽ nghe một số người Mỹ họ sẽ đọc là garage là âm J. Ok, cho nên đó cái sự gọi là Mỹ hóa một cái từ từ tiếng Pháp qua đó các bạn. Ok, cái chữ này là harsh là từ tiếng Pháp, và khi mà đưa sang tiếng Anh để họ đọc là garage thì họ đã đổi cái âm R nó sang ra cái tiếng của tiếng Anh rồi. Và về sau này họ đổi lên cái ending sound thì nó sẽ ra là garage. Cho nên các bạn sẽ thấy cái âm ZH ở đây có một số chữ khi mà các bạn coi đó, người Mỹ họ sẽ đọc gần giống như là âm J vậy đó, tại vì gọi là mỹ hóa cái từ đó đi. Cho nên trong cái âm âm j, các bạn sẽ thấy những bạn nào mà có học tiếng Pháp rồi đó thì các bạn sẽ thấy nó không có thành vấn đề. Nhưng mà cái âm j nó cũng không có khó lắm đâu các bạn ha. Nó giống như là âm sh, nhưng mà các bạn sẽ thay vì đọc là sh, các bạn sẽ cho được j, có nghĩa là cho cái âm nó ra thì nó sẽ ra. Nhưng mà bởi vì nó nằm ở phía sau, nó nằm là ending sound, bởi vậy các bạn sẽ nghe cái vowel sound nó là quan trọng hơn cái garage. Các bạn sẽ thấy âm R trong đó người ta sẽ kéo dài, cho nên bất cứ trong cái âm nào các bạn sẽ thấy cái ending sound nó sẽ nhẹ đi và nó sẽ làm cho các bạn đầu R nó rất là nhẹ. Đấy. Trong những cái chữ đó chúng ta không có nhiều rồi, giống như là Asia, ok, Asia thì các bạn sẽ biết là ở trong này âm S, âm ZH, nhưng mà người Mỹ cũng again họ đã mỹ hóa thành ra có nhiều người họ đọc là Asia, có nghĩa là họ đọc trở thành ra là âm SH sound. Cho nên một số các bạn sẽ thấy nó có tới cả hai cách phiên âm ở trong từ điển, và các bạn sẽ thấy cứ bạn cứ vào trong đó bạn đọc cái j là nó sẽ ra tại Huy ha. Ok, còn người Mỹ thì có nói đó, một số người họ sẽ đổi những cái âm đó thành ra âm sh là âm j thì kệ họ thôi, nhưng mà chúng ta cứ tạm thời bây giờ cứ đọc là âm âm j cho nó chắc ăn đi. Cái chữ w h, hai cái nói trước nha, trong những cái chữ như white hay là file, các bạn sẽ thấy cái âm hầu, ok, WH nó cho các bạn cái âm người lớn tuổi thì họ còn giữ cái âm này. Phần đông giới trẻ bây giờ đó họ đọc âm WH họ đổi hết ra thành ra âm W rồi. Cho nên cái âm này chúng ta biết để mà biết thôi, chứ các bạn không cần phải luyện tập cái âm này. Bởi vì cái âm này trong tiếng Anh từ từ người ta đang bỏ rồi. Haka nói vậy các bạn hiểu không? Ok, cho nên cái âm nào mà chúng ta cần luyện tập Hà Cát sẽ nói, âm nào không cần luyện tập chúng ta không cần nói. Nhưng mà Hà Cát chỉ nói trước cho các bạn là khi mà các bạn nghe một số người Mỹ trắng đó mà họ lớn tuổi thì họ sẽ hay dùng cái âm này, chẳng hạn ví dụ họ nói white thay vì họ nói white, cho nên các bạn sẽ nghe cái âm hờ nó đi trước. Right. Và cái cách đó những người trẻ bây giờ đó thì họ không nói nữa, cho nên các bạn nếu mà thấy WH các bạn cứ đọc âm W là ok rồi, là chuẩn rồi. Thêm một điều nữa nói về let's see, PH. PH nằm ở phía trước. Chúng ta sẽ có âm F. Ok, PH nằm ở phía trước sẽ cho các bạn âm F. Ví dụ như cái chữ như là phantom hoặc là philosophy. Philosophy hoặc là chữ phone. Ok. Âm GH, PH hôm trước là các con có nói với các bạn rồi phải không? Okay, đôi khi nó sẽ nằm ở phía sau. Giờ chúng ta gặp cái trường hợp như là để gọi, PH nằm ở phía sau thì chúng ta có let's see, graph. Okay, nằm ở phía sau ha. PH mà. Đang nói tới PH mà. Chạy đâu rồi? Sao ra GH và PH mà. PH mà. Ok.
Ok, đúng rồi. Hoặc là hump, triumph, đại khái như vậy, nó không có nhiều. Đúng rồi. Tiếp theo cho các bạn âm A. Rồi tới GH, ok, GH chúng ta nói hôm trước rồi, phải không? GH khi mà đứng ở đầu, thì đôi khi nó sẽ cho các bạn âm G. Nhắc lại tới ha, đứng đứng đầu nè. Hai trường hợp chúng ta có chữ ghost, hay là ghetto, hoặc là graph. Sorry. Còn phía sau thì nó sẽ cho các bạn những cái chữ graph là nằm ở phía đó, PH nằm phía sau đó bạn. Ok, PH nằm ở phía sau thì nó có chữ graph. Ok. Còn đang nói tới GH, hai cái chữ này các bạn nhớ hơi lẫn lộn. Còn GH nằm ở phía sau thì nó lại cho các bạn âm F. Ok, cũng giống như là âm PH. Yeah, cough and laugh. Các bạn hãy sẽ thấy những cái chữ như thế này nó thường hơn, phải không? That's right. Rồi, hết cái phần này, bây giờ chúng ta đi qua cái phần blends. Bây giờ blends ha. Hôm trước Hà Cát có nói với các bạn cái luật mà các bạn cần phải nhớ trong blends là các consonant sound đi chung với nhau đó, ghép đó. Thì các bạn nhớ cái điều nào không? Còn nhớ không? Ba cái luật mà chúng ta đi chung với nhau đó, thật sự nó là một luật thôi, nhưng mà chia nó ra làm ba cái câu khác nhau. Các bạn còn nhớ không? Còn bạn nào nhớ không? Đúng rồi, voiceless đi chung với voiceless, voice đi chung với voice, yeah. Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Ok, nếu các bạn đem cái điều đó ra, bây giờ chúng ta áp dụng nha. Ok, ở trong cái tài liệu các bạn sẽ thấy Hà có nói về những cái L blends. Ok, L blends là sao? Là những cái blends mà nó có âm L ở trong đó. Ok, trường hợp chúng ta có CL. Ok, CL chúng ta sẽ đọc là âm C ở trong này. Trở lại với letter C. Các bạn còn nhớ letter C cho chúng ta những âm gì và âm gì? Letter C cho chúng ta là âm gì và âm gì? Letter C cho chúng ta âm S và âm C. Khi nào letter C cho chúng ta âm S? Khi nào letter C cho chúng ta âm S? Đúng rồi, I, E, N, Y. Khi nào letter C cho chúng ta âm K? Very good, các bạn rất rất là thuộc bài. The rest of them, right, ok. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy CL, thì các bạn sẽ nhìn ngay và các bạn sẽ biết ngay CL ở trong này sẽ cho chúng ta đọc âm gì, âm S hay là âm K? Âm K, very good, ok. Rồi bây giờ âm L, ok, âm K là âm gì các bạn còn nhớ không? Voice hay là voiceless? Hỏi thì phải hỏi cho hết, coi coi thuộc bài không? Voiceless, làm sao chúng ta biết nó là voiceless? Làm sao chúng ta biết nó là voiceless? Tại vì nó nằm ở trong Lucky 7. Is it a puff of air? A puff of air có phải làm cho nó là voiceless được không? Tại vì nó nằm ở trong cái Lucky 7. Ok, very good. Lớp mầm non kiểu này mà đi ra ngoài giảng bài cho những người khác họ không hiểu đâu nha. Ok. Nhưng mà ít nhất là nó giúp cho các bạn nhớ là được rồi. Ok. Thì khi mà các bạn thấy CL ở trong này, các bạn sẽ thấy âm L. Âm L là âm gì các bạn? Âm L là âm gì? Voice or voiceless? Âm voice. Ok. Cho chúng ta phải đem áp dụng cái luật hồi nãy chúng ta nói tới. Bây giờ một là voiceless, hai là voiced. Âm nào là âm trước? Âm là âm trước. Bởi vậy cho nên cái blend này nó sẽ cho các bạn là voiced blend hay nó là voiceless blend. Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. That's right. Ok. Bởi vậy khi mà các bạn nhìn vào một cái chữ như thế này, các bạn đừng có nghĩ rằng mình có thể đọc là clue. Lu, các bạn sẽ không đọc được. Và đây là một trong cái vấn đề nó hơi khó cho người Việt Nam, là tại vì trong tiếng Việt Nam của chúng ta không có blends. Ok. Bây giờ thì chúng ta không có blend thôi. Ngày xưa chúng ta có blend.
Ok, ngày xưa chúng ta có blank. Ngày xưa cái âm BL đó trong tiếng Việt Nam chúng ta có ở trong tiếng Việt Nam. Hà cái máy trẻ các bạn có tin không? Ok, Hà cái chứng minh cho các bạn thấy nha. Ok, các bạn coi lại tài liệu khi xưa đó, khoảng 1700, 1600, 1700. À, thì các bạn sẽ thấy có cái âm BL ở trong tiếng Việt. No, 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 đây là tiếng Việt các bạn, âm BL trong tiếng Việt. Âm BL bl ngày xưa đó. Ok, bây giờ nó đã được đổi ra bl. Ok, được đổi ra trở thành ra là GE trong tiếng của người miền Bắc và BL được trở thành ra là TR trong tiếng của người miền Nam. Vậy vậy cho đến khi các bạn nhìn những cái tài liệu ngày xưa đó. Ok, ngày xưa các bạn sẽ thấy những cái chữ như thế này. Bờ lời. Âm sorry, có thiếu chữ bờ lời. Ok, và những cái chữ bờ lời đó, nó nằm ở trong cái chữ Đức. Chữ bờ lời. Ok, thì các bạn sẽ thấy là người miền Bắc về sau này đọc ra là Đức Chúa Giời. Và người miền Nam đọc ra là Đức Chúa Trời. Ok, bởi vậy cho nên tiếng của miền Bắc, tiếng của ngày xưa trong tiếng Việt đó có âm bl, nhưng mà về sau này đã được đổi hết ra rồi. Cho nên những cái âm bl ngày xưa người miền Bắc đổi ra là ji và người miền Nam đổi ra là âm tr. Ok, và các bạn có thể đọc lại những cái tài liệu xưa trong ngôn ngữ học của Việt Nam mình đó, và các bạn sẽ thấy cái điều Hà Cát nói là đúng, là tại vì Hà Cát có những cái tài liệu đó và Hà Cát có nghiên cứu chung với một số các nhà ngôn ngữ học của Việt Nam và có chứng nhận ra cái điều này là có ở trong tiếng Việt. Vậy đây này vậy, trở lại trong tiếng Anh. Thì các bạn sẽ thấy khi mà âm CL, đúng rồi, người miền Bắc họ đọc là Đức Chúa Trời đó, Katara. Nó đổi ra là âm giờ y của người miền Bắc. Hà Cá đã nói rằng ngày xưa đó, Tài Linh, ngày xưa, ok, cho nên bây giờ nó đã cái âm đó nó sẽ đổi sang, nếu mà bạn đọc là trời, TR thì bạn là người miền Nam, còn nếu mà bạn đọc là giờ đó thì bạn là người miền Bắc. Có vậy thôi. Tại vì cái nó cái sự thay đổi ở trong cái language của mình. Tại vì nhớ nha, cái tiếng của chúng ta đang nói đó, it's a living language. Hay là living language có nghĩa là đang có cái người nói. Đúng rồi. Ok, vậy thì có Katara đã có cái sự nhận xét rồi đó. Ok. Thì cái ngôn ngữ của chúng ta nếu mà còn người nói đó thì nó là cái living language, cũng giống như trong tiếng Anh cũng vậy. Các bạn sẽ thấy là có những cái từ chẳng hạn như WH hồi nãy Hà Cát nói với các bạn còn nhớ không? Có cái sự thay đổi hàng ngày ở trong ngôn ngữ, thành ra WH ngày xưa đọc là hour, bây giờ người ta không đọc hour nữa mà người ta đọc là word. Cho nên các bạn sẽ thấy ngay cái sự thay đổi ở trong ngôn ngữ trong tiếng Anh và trong tiếng Việt cũng vậy. Đây là cái điều rất rất là bình thường. Bởi vậy cho nên khi mà các bạn thấy một số những người Mỹ đó mà họ đọc những cái bạn có cái sự quan sát, bạn sẽ thấy ra là cái tiếng Anh nó sẽ từ từ nó có cái sự thay đổi, because it's a living language. Cái gì nó đang đang là sống thì nó cũng có sự thay đổi, tuy rằng nó không có rõ ràng lắm nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái nhận thấy cái vấn đề này. Anyway, trở lại bài các bạn ha. CL thì các bạn sẽ thấy cái âm này sẽ trở thành ra là voiceless, cho nên chúng ta không có đọc là lu, rất là khó đọc, mà các bạn hãy đem cái âm L đó trở thành ra là âm gió, cho nên các bạn sẽ đọc là nó sẽ trở thành ra là hai âm gió. Thì khi mà các bạn đọc những cái chữ như là clue, các bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Đấy, những bạn nào mà từ xưa tới bây giờ mà bị khó khăn trong cái vấn đề đọc glance, các bạn hãy cố gắng nhận thức ra được cái điều này. Nếu mà nó là âm trước ảnh hưởng cho âm sau mà nó đã trở thành ra là voiceless rồi, thì cái âm đó nó bắt buộc phải là voiceless, các bạn phải đọc bằng âm gió thì các bạn dễ dàng đọc được các glance. Hiểu Hà Cát nói không? Ok, bởi vậy cho nên đừng cố gắng đọc cái âm l ở trong cái chữ lu, các bạn sẽ không có đọc ra được cái chữ này đâu. Đấy, các bạn sẽ đọc lu thì sẽ rất là khó đọc, tại vì nó là hai cái âm khác nhau. Một là voiceless, một là voice. Các bạn cố gắng đọc hai âm trở thành ra là voiceless. Clue, ok, clown,
Các bạn sẽ thấy âm CL chúng ta sẽ có rất là nhiều chữ close, ở trong tiếng Anh có rất rất là nhiều chữ để chúng ta có thể tập đọc cái phần này, cloud hoặc là clay. Âm tiếp theo chúng ta có là âm FL, ok? Âm F và âm L. Trả lời ngay cho Hà các biết là cái plan này nó là voice hay là voiceless? Voice hay là voiceless? Các bạn nhìn vào các bạn phải trả lời ngay lập tức. Very good. Bây giờ cho nên các bạn sẽ đọc những cái chữ như là flu, đứng cho fluenza, hoặc là fly, hay là flock, flap, hay là flea. Flea, sorry. Ok, rất rất là dễ dàng khi mà các bạn đọc hai cái âm này. Tiếp theo chúng ta sẽ có gl, âm G và âm L, voice hay là voiceless blend. Âm voice, cho nên các bạn phải đọc rõ hai âm đó ra. Ok, glad. Ok, I'm glad to see you. Gl, I'm glad to see you. And give me the glue. Glee. Các bạn sẽ thấy các bạn sẽ không có problem khi mà đọc những cái chữ này. Glide. Khi mà các bạn sẽ thấy nó gl, gl. Ok, nó sẽ rất là dễ khi mà các bạn đọc những cái chữ đó. Âm PL, voice là voiceless. Em sorry, cái chữ glide đã cho biết thêm một cái voiceless, very good. Ok, cho nên các bạn sẽ thấy những cái chữ plan. Voice là thế nào và voiceless là thế nào và voice là thế nào. Ok, Katera vào trong đây, ok, học ôn lại thì bạn sẽ biết ngay. Bây giờ tạm thời cứ để cứ tiếp theo bài ha. Những bạn nào mà hơi thắc mắc không hiểu Hà Cát đang nói gì đó, các bạn vào trong các link Hà Cát đưa lên và vào trong đó nghe, các bạn sẽ hiểu hết những cái điều Hà Cát đang nói bây giờ. Alright, PL, chúng ta đồng ý PL là voice hay là voiceless các bạn? Okay, PL là voice là voiceless. Okay, nó là voiceless. Okay, giờ chúng ta sẽ có plan. Plan, chúng ta sẽ có plum, chúng ta sẽ có ply, chúng ta sẽ có please, chúng ta sẽ có plop. Okay, tất cả những cái đó các bạn sẽ thấy âm Okay, nhớ là nó vẫn có cái aspiration ở trong đó, nhưng mà âm L đã trở thành ra là voiceless rồi. Đấy, chúng ta sẽ có SL hoặc các đang nói về các L plans. Những bạn nào mới vào ha, đang nói về L plan. Chúng ta sẽ có SL. Ok, nhìn vào trong cái chữ SL, chúng ta sẽ biết ngay đó là voice hay là voiceless. Voiceless, very good. Slam, slum, slice, sleep and slim. Các bạn sẽ thấy hoặc các đọc cái âm sl, 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 sl. Ok, rất là nhẹ nhàng chứ không có slim, không có đọc như vậy được mà là slim. Ok, đọc rất rất là nhẹ cầm đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có phần all plants. Ok, all plants. Ok, nhìn cái âm đầu tiên chúng ta sẽ có là br, br. Các bạn nghĩ rằng âm này là voice hay là voiceless? Voice, very good. Ok, cho nên chúng ta sẽ đọc cả hai âm rõ ràng đó. Brown, brought, broom, breach, brat. Ok, các bạn thấy rõ ràng khi mà Hà Cát đọc ở trong này đó, để ý, ok, cái phần khi mà Hà Cát phát ra là nó voice, là nó voiceless. Ok, để khi mà chúng ta tập đọc thì nó dễ dàng hơn cho chúng ta. CR, voice hay là voiceless? Có hai ba người sai, một nửa sai một nửa đúng. Let us see. Trở lại let us see cho chúng ta âm gì? La 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 la. Trở lại đúng rồi. Nó cho chúng ta âm k là tại vì nó đi với o. Đúng không? Âm k, c, o ở trong này nó sẽ cho chúng ta cái âm là k and o. Rồi, đúng là thấy có nói về cái building foundation không? Ok, nếu mà chúng ta hiểu hết những cái vấn đề ở dưới đó thì khi mà lên tới những cái vấn đề này các bạn sẽ trả lời được ngay. Đúng không? Ok, người nào mà đi bây giờ hơi đi lạc hay là trả lời không được đó, các bạn cố gắng đi. Ok, trong tuần này trở lại vào trong này và nghe hết những cái bài đó. Vậy right, so see Ok, nó sẽ cho chúng ta là một cái voiceless plants, very good. Ok, chúng ta sẽ thấy những cái chữ như là cruck, cry.
Các bạn có nghe được cái aspiration không trong đó không? Crack, crumb, creak. Alright, chúng ta sẽ có dr. Đây là một trong những cái âm mà lần tuần trước học cách đã đưa lên cho các bạn. Dr là âm gì? Voice. Ok, những bạn nào mà chưa nghe cái bài tuần trước đó, các bạn trở lại và nghe cái vấn đề dr and tr. Cho các hỏi tuần vừa rồi có bạn nào ngồi luyện tập và đã phân biệt được âm dr và âm tr chưa? Có bạn nào trở lại và đã sửa lại hết những cái chữ dr và tr cho mình chưa? Chưa hả? Ok. Có nhận ra được dr với tr khác nhau như thế nào chưa? Ok. Alright. Bởi vậy cho nên các bạn thấy không? Những cái người mà họ muốn ngồi đó và họ có nói chưa ạ, à, chưa ạ, à, dạ chưa, dạ chưa, dạ chưa là tại vì họ hoàn toàn không chờ để ngồi nghe giảng. Họ cũng không care about về phonology. Họ không care về luyện âm, nhưng mà họ thích trả lời khi mà họ có hỏi. Họ có hỏi là những người vào để học thôi, chứ không phải họ có hỏi những người mà đã ngồi có bao nhiêu năm ở trong Pow Talk rồi và không còn chỗ nào đi nữa, thành ra hôm nay vào trong đây họ có muốn nói chuyện với những người đó. Hoặc các chị muốn giúp những bạn nào mà đã và đang theo dõi khóa luyện âm của Hạt Cát thôi. Cái người nào mà biết Hạt Cát nói như vậy đó, thì những người đó họ sẽ tự động họ ngồi yên và họ không lên tiếng nữa. Ok. Còn nếu họ lên tiếng nữa mà họ bay ra khỏi room á, thì đừng nói là Hạt Cát không có warning trước. Ok. Bởi vậy cho nên Hạt Cát nói khi mà Hạ Cát giữ lớp á, Hạ Cát mong rằng các op nào mà đang núp lùm hay là không có đang có ở trong mặt trong room đó, thì làm ơn mang op vào giúp cho Hạ Cát một chút và đừng có để cho cái bài nó bị loãng. Alright, những bạn nào mà không có vẫn chưa phân biệt được tr và dr, các bạn hãy trở vào cái bài lần trước đó, bài số 7 đó, ok, nghe lại và cố gắng giúp cho mình để các bạn có thể phân biệt được âm dr và âm tr. Đấy, Hạ Cát rất là mong mỏi các bạn cố gắng sửa lại cho mình. Còn nếu không, các bạn chỉ vào nghe đó, nó sẽ tốn thời giờ của các bạn nhiều lắm. Ok. Và Hạ Cát đã nói qua rồi thì Hạ Cát sẽ không có nói lại cái vấn đề dr and tr. Các bạn phải cố gắng nghe lại cái bài tuần trước rồi các bạn tự sửa cho mình nha. Alright. Trong cái chữ dr chúng ta sẽ thấy đó là voice, đúng rồi. Cho nên chúng ta sẽ có như dry, drum, dr rất là rõ ràng các bạn ha. Drake. Và chúng ta sẽ có drip và chúng ta sẽ có dream. Tiếp theo chúng ta sẽ có fr. Fr là voice hay là voiceless các bạn? Voiceless, very good. Okay, cho nên các bạn sẽ có fry, hay là frill, hay là from, freak and frame. Okay, các bạn sẽ thấy những cái âm đó đọc âm f và âm bra rất là nhẹ, nó trở thành ra là hai âm voiceless rồi. Âm gr là voice hay là voiceless? Voice, okay. Tại vì âm g nó là âm voice, chúng ta sẽ có grab hay là green hay là grub, gram hoặc là groom, đại khái như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có pr. Nhìn vào pr, p, các bạn sẽ biết ngay âm này là âm gì. Voice là chúng ta pry, prick, prune, prune hoặc là prank. Ok, các bạn sẽ thấy PR, aspiration, I'm all a voiceless. TR, tuần trước chúng ta đã nói rồi, âm này là voice hay là voiceless? Ok, voiceless, try, track, track, truck, trick and tree. Alright, các bạn sẽ nghe đọc rất là nhẹ. Rồi, next one chúng ta sẽ có âm S blends. Các bạn ghi bài có kịp không? Hay các tỷ lệ quá, các bạn ghi bài có kịp không? Ok, good. Alright, good. Không kịp thì lát nữa các bạn coi lại ha. Tại Hạ Cát biết là sẽ có các bạn đưa lên đó. Bớt chat chat đi thì sẽ ghi kịp. Ok. Tại mỗi chữ Hạ Cát đưa lên có 3-4 chữ rồi, đâu có nhiều đó. Ok.
S S blend thì hồi nãy chúng ta đã nói tới SC chúng Ok, chúng ta đã nói âm trước ảnh hưởng cho âm sau thì ở trong này chúng ta sẽ biết SC sẽ cho các bạn âm gì? Ở trong này các bạn khỏi cần đổi nè, là tại vì trong này nó là voiceless đi chung với voiceless. Đó. Ok, nó không có cần âm trước ảnh hưởng âm sau là tại vì cả hai âm đều là âm 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 voiceless hết các bạn ha. Ok, trường hợp chúng ta sẽ có scout, scat hoặc là scum hay là score hay là scan. Ok, âm SC cũng có thể nằm ở ending sound được các bạn ha, nhưng mà nó sẽ là SK đó, đọc nó sẽ giống như là SK. Trường hợp các bạn có những cái chữ như là desk, các bạn sẽ thấy ở trong này chúng ta đọc là âm S với âm K. SK khi mà đứng ở đầu một một cái âm đó thì các bạn sẽ thấy nó rõ ràng nó là SK sound, nó là như sky, là cả hai âm đều là voiceless, hay là skip, hay là skin, hay là sketch. Hoặc là skim. Final, những ending sound nằm ở phía sau đó thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều chữ, trường hợp như cái chữ mask hay là ask, hoặc là các bạn sẽ thấy những cái chữ như là risk, nó nằm ở ending sound. Có một số các plans có thể nằm ở phía trước, nhưng mà một số có thể nằm ở phía sau hoặc là không nằm ở phía sau. Cho nên các bạn để ý ha, cái gì cũng vậy, nó có những cái limitation của nó. Trong cái ngôn ngữ nào cũng vậy hết, có những cái limitation. Bây giờ cho trong tiếng Anh cũng vậy thôi. Âm S, chúng ta có tiếp tục là âm S and L. SL là voice hay là voiceless? Hồi nãy có nói rồi phải không? Hồi nãy chúng ta nói rồi phải không các bạn? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có SM. SM, voice hay là voiceless? Voiceless, ok. Chúng ta sẽ có ví dụ như là small, smile, ok, smell, là cả những cái chuyện như thế này, ok. Nằm ở phía sau âm SM có nằm ở phía sau được hay là không? SM có nằm ở phía sau được hay không? SM nằm ở phía sau được các bạn ha, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái âm gọi là syllabic M. Ok, syllabic M. Đúng rồi. Các bạn sẽ thấy ở trong một số từ khi mà các bạn sẽ từ từ sẽ nhận ra cái âm syllabic N là syllabic L. Thế từ từ Hà có sẽ nói về syllabic cho các bạn nghe. Nhưng mà các bạn cũng thấy là ở trong này chúng ta sẽ có những cái chữ như là baptism. Đúng rồi. Khi mà mechanism. Đúng rồi. Baptism đại khái như vậy. Hoặc là enthusiasm. Các bạn sẽ thấy những cái chữ mà nó có sẽ S và M ở phía sau. Nhưng mà các bạn sẽ thấy âm M only khi mà S với M đó, nó không có cái vowel sound ở trong đó, phải không các bạn? Nó không có cái vowel sound trong đó, nhưng mà nó vẫn ra một cái âm, đọc là âm. Ok, enthusiasm, baptism, tourism. Thì các bạn sẽ nghe cái âm âm, âm âm ở trong đó. Thì cái vấn đề này người ta gọi là syllabic M. Syllabic M, có nghĩa là cái âm em đó, syllabic M. Thì khi mà cái âm em đó, nó thường thường chúng ta nói là trong một cái syllable bắt buộc phải có một cái vowel, các bạn còn nhớ không? Cái vowel nó là cái core, nó là cái heart, nó là cái trung tâm điểm của cái âm đó. Nhưng mà trong trường hợp này các bạn thấy rất là rõ ràng là ở trong này không có. Cho nên cái âm em đó nó phải trở thành ra là một cái âm để cho nó trở thành ra một cái syllable. Hà có nói vậy các bạn hiểu không? Có nghĩa là đứng một mình nó đó, cái âm em này nó cũng vẫn có thể trở thành ra là một cái syllable. Ok, trường hợp Hà có nói về syllabic end cho các bạn luôn ha, syllabic end. Ok, các bạn sẽ thấy một số những cái điều này ở trong tiếng Anh. Ok, ví dụ như cái chữ này. Ok, written. Written. Người 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 Anh Quốc đó họ đọc là written, written. Thì họ đọc cái âm đó là cái âm y đó người ta sẽ phát ra là âm schwa tan âm n. Nhưng mà người Mỹ họ sẽ đọc là written, written. Do này họ đọc cái âm n mà họ không đọc âm an. Cho nên cái gặp phải cái trường hợp này đó, các bạn sẽ thấy đó là chúng ta đang nói về syllabic n. Có nghĩa là cái âm n một mình nó có thể tạo ra một cái syllable nữa. Hà Cá nói vậy các bạn hiểu không? Ok, trong tiếng Anh có rất là nhiều trường hợp chúng ta có syllabic am hay là syllabic am. Written, mà nó không phải là written, các bạn thấy nó không phải là an. Có nghĩa là các bạn sẽ không có nghe cái âm schwa sound ở trong nó là an. Ok, mà chúng ta chỉ có đưa cái âm đó đọc lên trên mũi và chúng ta phát ra cái âm
Written, written. Alright, rồi hiểu rồi phải không? Ok, good. Important, đúng rồi. Người ta đôi khi người ta sẽ đem cái trường hợp đó đó bạn. Ok, đôi khi có người đọc important, nhưng mà có nhiều người họ sẽ đọc syllabic and họ important, important ở trong đó. Very good. Alright, các bạn từ từ các bạn sẽ nhận ra và các bạn sẽ thấy là mình có thể nhận ra những cái điều đó trong tiếng Anh thì các bạn sẽ không nói là người ta nuốt chữ hay là người ta đọc bỏ chữ hay gì đó, nhưng mà đó là một trong những cái cách đọc của người ta. But that's right, các bạn sẽ thấy rất là nhiều trường hợp khi mà nó có cái âm, nó có một cái âm schwa sound ở phía sau mà người Mỹ họ bỏ, họ không có đọc là cái schwa sound mà họ đọc ra là syllabic. Ok, syllabic. Rồi hiểu rồi phải không? Có nghĩa là nó là một cái consonant. Consonant, nhưng mà họ sẽ cho nó trở thành ra là syllabic. Alright, very good. Lớp này không phải giải thích nhiều. Ok. Để trở lại, chúng ta có SN. SN. Nói SN chưa? Chưa phải không? SN chúng ta có gì? Voiceless. Chúng ta có snow, that's right, ok, hoặc là snip hay là snap, hoặc là chúng ta có sneak and snack, ok. Nhớ nha, tất cả những cái điều này hà cách đi qua như vậy, mai mốt các bạn khi mà các bạn vào mà bắt đầu tập đọc đó là các bạn phải lôi hết những cái này ra để mà đem ra áp dụng, ok. Khi đó đừng có ai đọc là snack, đừng có ai đọc như vậy nữa nha, ok. Rồi chúng ta sẽ có sp. SP. Ok, điều này Hà Cát phải nhấn mạnh với các bạn nè. Ok, tại vì Hà Cát thấy cái điều này có. Nếu mà các bạn theo dõi một số các bạn đọc ở trong này đó, các bạn sẽ thấy cái điều này. Và khi mà các bạn nghe được, thì các bạn sẽ hiểu ngay cái điều Hà Cát nói. Nói về âm P only. Âm P only. Ok, các bạn còn nhớ âm P, chúng ta cần phải nhớ điều gì khi mà âm P đứng đầu một chữ hay không? Khi âm P đứng đầu ở chỗ một một chữ đó thì chúng ta bắt buộc phải có aspiration. Ok, bật hơi ra, ok, giữ cái hơi trong miệng nó ra. Thì chẳng hạn các bạn sẽ nghe những cái chữ như là pop hay là peak hay là pan. Right. Khi mà chúng ta có âm S đứng ở trước âm P các bạn, ok, chúng ta còn aspiration. Aspiration nữa hay là không? Ok, chúng ta trả lời respect. Và cái điều này có. Bởi vậy cho nên rất là nhiều người khi mà các bạn lên trên đây đọc đó thì các bạn sẽ thấy là các người bạn đó họ đọc mà mình không hiểu là tại sao cái người đó ok trái tim alright đi 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 không có trễ ok thì các bạn sẽ thấy đó là khi cái người đó họ đọc đó mà các bạn sẽ thấy ra là cái người này họ đọc như là hơi sai, mà đôi khi chính cái người instructor lại không sửa được. Nó là các bạn đọc nhẹ nhẹ thôi, đọc sách mà đọc đọc kỳ như vậy mà không sửa được, nhưng mà các bạn khi mà các bạn nghe thì các bạn biết là cái người đó đang đọc sai cái chỗ nào, đúng đúng không? Có nhận ra được cái sự sai lầm nếu mà cái người đó họ đọc như vậy không? Ok, bây giờ cho nên âm P khi đứng đầu một
chữ các bạn nhớ chúng ta có aspiration. Khi mà đứng sau S chúng ta sẽ không còn aspiration nữa. Trở về hết trong đây, ngồi đọc lại, nghe lại là sẽ hiểu hết thôi. Ok. Rồi chúng ta sẽ có can, nhưng mà chúng ta sẽ có spin. Alright, chúng ta sẽ có spot, nhưng mà chúng ta sẽ có spot. Và nó sẽ áp dụng vào những cái chữ mà chúng ta sẽ có như hồi nãy Hạc Cát đưa lên. Ok, respect. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ chia ra. Respect. Vậy vậy cho nên cái chữ SP nó nằm chung với nhau ở cái syllable thứ hai chứ không phải là kia. Alright, so bắt đầu Haka sẽ giúp để cho các bạn bắt đầu tập đọc và chúng ta sẽ ôn lại tất cả những cái điều mà chúng ta nghe ở trong khóa luyện âm. Hiểu không? Tại vì các bạn ngồi nghe hoài chừng nào các bạn mới tiến được, các bạn mới có thể nói được. Thành ra bắt buộc là chúng ta phải có cái giờ để chúng ta bắt đầu để lên để áp dụng chứ phải không? Application, ngồi nghe xong rồi thì bây giờ bắt đầu phải đem ra thực hành. Alright. Cho nên có nhiều bạn sẽ mừng là khóa luyện âm hết rồi, khỏi cũng cần ngồi dưới để mà ngồi nghe, đúng không? Bây giờ chúng ta phải đi lên thì chúng ta bắt đầu thực hành. Alright, tiếp tục các bạn ha. Hà Cát rất rất là muốn cho nó xong cái bài này để khi mà Hà Cát muốn các bạn bắt đầu tập đọc ha, chứ ngồi đi nghe hoài Hà Cát nói hoài Hà Cát cũng chán, là tại vì Hà Cát không biết các bạn có tiếng được hay không. Alright, so chúng ta sẽ tới SP xong rồi, chúng ta sẽ tới ST. ST is the same thing các bạn ha. Có nhiều bạn khi mà nói tới aspiration, các bạn luôn luôn nhớ tới ba cái âm này, P, T, and K, ba âm cái này phải luôn luôn nhớ. Ok, thì trường hợp ST cũng vậy, nó cũng giống như là SP. Các bạn đừng có thấy là ST rồi các bạn sẽ thổi hơi ra, ở trong cái trường hợp này không có đâu. Chỉ có khi nào T đứng đầu một chữ, các bạn mới thổi hơi ra. Top có nghĩa là có aspiration. Còn khi mà các bạn cho S vào stop thì nó sẽ không còn cái aspiration đó nữa. Hiểu không? Nói ít hiểu nhiều ha. Okay. Nói hiểu là phải hiểu đó nha. Okay. Rồi chúng ta có trường hợp âm S. Ở trong trường hợp này là SH cộng với R, là âm SH đi chung với nhau các bạn ha. SH cho các bạn âm gì? Ok, nhớ là các digraph nó đi chung với nhau, nó các bạn không có thể chia nó ra là đây là âm S rồi đây là âm H, không có như vậy được. SH đi chung với nhau là nó chúng ta không thể chia ra được. Âm SH cộng với âm R chúng ta âm sh. Ok, âm SH và âm R trong cái chữ như là shrimp các bạn sẽ thấy đúng rồi, exactly. Bởi vậy cho nên nó là voiceless các bạn. Cho nên cái âm R ở trong này nó sẽ trở thành ra là voiceless. Các bạn thấy âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Học một luật thôi là các bạn sẽ có thể áp dụng ra trong tất cả rất là nhiều chữ trong tiếng Anh. Shrimp, ok, chúng ta sẽ có shred, chúng ta sẽ có shrug. Mà các bạn sẽ thấy là cái âm nó rất là nhẹ. Nó chỉ là âm gió mà thôi, trong âm R ở trong này nó chỉ là âm gió chứ nó không phải là một cái âm voice bình thường của letter R. Hiểu không?
Ok. Alright, ở trong tiếng Anh ha các bạn ha, âm SCH ở trong trường hợp này, CH ở trong này nó sẽ cho các bạn âm K, trong trường hợp này thôi các bạn ha. Ok, cho nên các bạn sẽ thấy một số trường hợp như là school, âm O đọc gió sao nó trở thành ra là voiceless, Huy. Ok, nó không còn là r mà nó sẽ trở thành ra là hiểu không? Nó là âm gió, whisper. Ok. Rồi, school hoặc là scheme. Các bạn sẽ thấy những cái chữ trong tiếng Anh nó sẽ như thế này. Tuy là nó viết như vậy nhưng mà chúng ta sẽ đọc cái âm nó là ask. Ok, đáng lẽ họ các nói phải nói từ hồi nãy. Rồi, chúng ta sẽ có SCNR. Ok, SCNR. Các bạn nghĩ rằng ba cái âm này nó sẽ cho các bạn âm C ở trong này nó sẽ là âm gì? Letter C, letter C trong đây nó sẽ là ok, là âm k. Ok. Rồi chúng ta sẽ có cái âm nó giống như thế này. Alright. Giờ đây là voiceless, that's right. Có bạn nào nghĩ ra được một cái chữ nào có cái âm này không? Scream. Okay, screen, very good. Okay, scroll. Okay, rất rất là nhiều phong scrum. Okay, rồi các bạn sẽ thấy script. Okay, rất rất là nhiều chữ cho các bạn hay thấy và các bạn sẽ bây giờ sẽ không có thắc mắc rồi chúng ta sẽ đọc như thế nào nó scrunch là cái như vậy. Rồi chúng ta sẽ có âm tiếp theo là SPR. Bây giờ SPR dễ đọc rồi phải không các bạn? SPR dễ đọc chưa? Các ba âm sẽ trở thành là gì? Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Âm S sẽ ảnh hưởng cho tất cả mọi cái âm ở phía trong đó. Nó sẽ trở thành ra là âm voiceless. Bởi vậy cho nên các bạn sẽ đọc những cái chữ như là spring. Rất là dễ dàng. Ok? Hoặc là spread. Mà các bạn không còn phải thắc mắc là sh, rồi p, rồi red. Mà sao mà đọc ra được? Cho ba cái âm đó trở thành ra là voiceless luôn. Ok? Hoặc là sprout. Ok? Sprout. Thấy dễ không? Spry. Sprite. Spring, that's right. Ok. Rồi, STR. STR, chúng ta sẽ nhận ngay ra ở trong này. Là voice hay là voiceless? Voiceless, very good. Ok. Chúng ta sẽ có stream. Nhớ âm TR không? Âm TR là tr. Để giờ thêm S nữa. Stream. Street, struck, strong, very good. Ok. Không sao đâu Khanh. Ok, có lỡ mất khúc đầu thì chắc là các nghĩ các bạn cũng sẽ thêm lên YouTube, bạn có thể coi lại thấy. Rồi, chúng ta sẽ có SQU. Các bạn còn nhớ QU, chúng ta có âm gì không? Qua, very good. Ok, bây giờ SQU sẽ cho các bạn âm gì? SQU, very very good. Okay, SKNW, voiceless. Đâu đúng rồi. Okay, square. Có nghe dễ không? Square. Okay, squirrel. Squeal. Các bạn, I'm sorry, SQU. Voice. Ok, chúng ta sẽ thấy trường hợp chúng ta có tên của Dwayne. Ok, Dwayne. Chúng ta sẽ có dwell, dwarf. Đúng rồi, very good. Thì bây giờ các bạn đã thấy ra là cái W. SW.
Như chúng ta có nói cho SW chưa? Chưa nói rồi này, S là cách đưa nó xuống dưới đây. Ok, SW trở thành rõ là voice lại. Bởi vậy những cái chữ swim, các bạn sẽ không còn nghe whim, mà sẽ nghe là swim. Ok, swan, hay là swarm, hay là swamp. Ok, dễ dễ rồi phải không? Hay là swap, hay là sweep. Dễ rồi phải không? Ok, rồi last one. TW. Voice là voiceless. Voiceless. Rồi, vậy các bạn nào mà từ trước bây giờ nói là ô, em rất là khó đọc cái âm TW thì bây giờ các bạn đã biết ra là twin. Các bạn sẽ thấy W đã trở thành ra là voiceless rồi. Bởi vậy cho các bạn sẽ thấy nó rất rất là dễ dàng. Các bạn đọc những cái chữ tweet hay twine. Các bạn thấy không? Nó trở thành ra là voiceless rồi. Alright, so chúng ta hoàn tất cái phần blends ở trong tiếng Anh. Bây giờ Hà Cát nói thêm với các bạn một chút xíu những cái phần mà các bạn cần phải biết khi mà chúng ta bắt đầu đọc, chúng ta bắt đầu bước vào cái phần áp dụng. Ok. Khi mà các bạn bắt đầu tập đọc đó thì các bạn sẽ gặp phải cái phần chúng ta sẽ đem để ý tới rất là nhiều về cái phần voice and voiceless. Ok, các bạn còn nhớ khi nào voice and voiceless nó đem áp dụng hay là không? Các bạn còn nhớ không? Khi voice and voiceless nó đem áp dụng mà chúng ta sẽ thấy ở phía sau đó. Thứ nhất là khi mà các bạn add plural vào những cái noun, ok, regular noun, regular phải biết rõ ràng là regular noun, ok, thì các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta cộng s vào, chúng ta sẽ có hai trường, chúng ta sẽ có ba trường hợp thật sự, ok, nó là s hay là z, hoặc là chúng ta sẽ có is, đó là một đi, ok, chúng ta sẽ nói vậy thôi, ok, s hay là z. Ok, thì khi nào chúng ta cộng s vào đó, chúng ta sẽ để ý tới cái vấn đề gì các bạn? Khi mà cộng s vào bất cứ một cái noun nào, các bạn sẽ nhìn vào đâu? Ví dụ cái chữ cat hoặc là cái chữ dog, các bạn sẽ nhìn vào đâu để biết được là chúng ta đọc s là gì? The ending sound, cái âm cuối, đúng rồi, có phải là cái chữ cuối không? Mà là cái âm cuối. Ok, tại sao Hà có nhấn mạnh về cái vấn đề cái âm cuối? Tại vì có những cái âm nó gọi có những cái chữ nó là silent, thành ra chúng ta sẽ không có đọc những cái chữ đó. Thì khi các bạn sẽ thấy nhìn vào cái âm cuối, ok, thì nhìn vào cái chữ cat. Ok, âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Cat cộng với S ở trong này. Thì cái S này đọc là S là gì? Là S. S lại là gì được? Âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Âm trước là voiceless, âm sau phải là voiceless. Ok, âm S là voiceless, phải không? Ok, nhầm. Có một với hai thôi mà bạn nhầm kiểu này là chết rồi. Ok, rồi âm Z chúng ta sẽ là âm voice. Ok, bởi vậy cho nên các bạn sẽ thấy có rất giống như là trong lớp mà một số các giảng viên đưa lên cho các bạn những cái bài đó mà các bạn phải coi và các bạn phải trả lời là âm đó là âm âm S hay là âm Z. Thì Hà Cá đã nói các bạn, bây giờ các bạn đã biết được cái cách này rồi thì các bạn chỉ nhìn vào cái âm ending sound là các bạn sẽ biết ngay đó là âm đặt là âm S hay là âm Z, phải không? Thành ra cái này dễ dễ rồi phải không? Này quá dễ rồi phải không? Ok. Đúng rồi. Hello Hannah. Ok. Rồi, những bạn nào mà không đó mà vẫn còn đang lạc đó, ok thì trở lại những cái bài cũ để mà nghe. Tại sao Hà Cát phải nói về cái điều này? Trước khi Hà Cát bước tới cái điều tiếp theo để Hà Cát nói với các bạn. Ok. Trong phần này mình không học silent và stress luôn. Cái đó Hà Cát sẽ đưa vào trong lớp Hà Cát. Cái stress và Hà Cát sẽ vào trong chờ trong cái lớp của English for Beginners. Hà Cát sẽ từ từ Hà Cát sẽ đưa hết lên cho các bạn. Ok, Hà Cát nói là Hà Cát không có bao nhiêu chữ đâu, nhưng mà có bao nhiêu chữ thì Hà Cát đem ra hết chia sẻ với các bạn. Ok. Right. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái vấn đề ED phải không? Khi mà chúng ta có verb, chúng ta cộng với ED. Ok, và Hà Cát nói nha, chúng ta sẽ đọc cái chữ verb là verb chứ không phải đọc là verb. Tại sao chúng ta không đọc là verb mà chúng ta đọc là verb? Còn ai nhớ không? Tại vì này là cát rơi chứ không phải hoa rơi.
Đúng rồi. Ending sound là be bởi vậy nguyên âm phải kéo dài ra. Right. Và các bạn hả, các muốn các bạn phải nên này nè, cái vấn đề âm o các bạn ha. Các đây là cũng là một điều có Adolf Fox đưa lên, và các muốn nhắc nhắc với các bạn điều này. Khi mà cái âm o nó đi chung với cái vowel cộng với âm o, đây là cái điều tiếp tục mà hả các sẽ nói tới nè. Ok, các bạn chia cái đó ra là một âm, chứ các bạn không có chia âm o đi ra ngoài. Hiểu ý hả các nói không? Cho nên cái âm này chúng ta là âm r, thì các bạn phải chia cái âm này nó là một âm. Ok, one sound như thế này. Đừng có bao chia, giờ chia nó ra là âm ơ, rồi các bạn sẽ chia nó ra với âm o hay gì vậy đó. Chúng ta sẽ bị lạc ở cái chỗ này. Tại sao là khi mà các bạn bắt đầu nhận cái âm đó để mà các bạn chia ở trong một cái syllable, cái điều này rất rất là quan trọng. Ok, bởi vậy cho nên các bạn phải nhớ khi mà âm vowel, vowel cộng với âm o thì nó sẽ là một cái âm đi chung với nhau, luôn luôn đi chung với nhau và không, các bạn không được quyền tách nó ra. Cũng giống như là các diagraph, các bạn nhớ không? Các diagraph hai âm mà đi chung với nhau cho các bạn một cái âm, các bạn luôn luôn phải giữ nó, các bạn không thể chia nó ra được. And also các blend. Chúng ta đã recognize các blend rồi thì khi mà các bạn cho vào trong chữ như hồi nãy các bạn có nói với các bạn cái chữ respect thì các bạn sẽ thấy SP nó là một cái blend, nó đi chung với nhau, các bạn không thể chia nó ra được. Đấy, cho nên khi mà chúng ta nói về âm mà các bạn nắm vững được cái điều này, khi các bạn bắt đầu chia âm đó, các bạn sẽ chia rất là dễ dàng. Alright, trở lại cái vấn đề hồi nãy các nói lại đi lạc mất rồi. Okay. Alright, các verb. Ok, chúng ta đi với ed. Thì nó sẽ cho chúng ta trường hợp là âm d hoặc là âm t. Những bạn nào mà còn thắc mắc về vấn đề này ha, nhớ trở lại coi lại cái phần này. Tại vì khi mà chúng ta bắt đầu đọc đó, hả các không muốn các bạn phải hỏi là à, cái này đọc là D hay là T hay là chưa nói tới, toàn đi trước không à, chưa nói tới, từ từ. Okay. Khi mà nói tới tới verb chúng ta sẽ biết được đó, cái âm đó sẽ đọc là D hay là T. Ok, trường hợp chúng ta có cái chữ watch. Ok, watch chúng ta sẽ đọc là T hay là D ở phía sau các bạn khi mà chúng ta cộng ED vào âm T, lý do tại sao? Rồi, mọi người đi sai rồi đó. Tụi em lộn. Ok, những người mà có thể trả lời ngay lập tức được là các bạn sẽ biết là cái âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Ok, thì ở trong này chúng ta sẽ có âm t, âm ch, âm ch. Thì cái phía sau đó nó không phải ch với d được, mà nó phải là ch and t, tại vì là voiceless thì dùng với voiceless. Ok, nhắc lại. Những bạn nào mà không có hiểu hay là chưa nắm vững, trở lại những cái bài này học ôn lại. Ok, và chúng ta sẽ có luật insertion. Insertion là như thế nào? Là khi hai âm đi sát vào với nhau trong trường hợp fade. Fade, âm phía sau nó đã là âm đi rồi. Bây giờ chúng ta cộng ed vào nữa. Thì chúng ta bắt buộc phải cho thêm một cái âm vào trong đó. Chứ không thể đọc là faded. Và chúng ta cho thêm một âm vào. Insert cái âm đó vào. Chúng ta mới đọc ra là faded. Ok, vấn đề này hiểu rồi phải không? Khỏi cần hạ cát nhắc lại nha. Good. Hiểu, good. Ok. Rồi, bây giờ Hà sẽ nói tới cái vấn đề này tại vì các bạn sẽ từ từ sẽ thấy cái vấn đề này ở trong tiếng Anh. Ok. Assimilation. Có bạn nào còn nhớ cái assimilation là gì không? Cái điều này Hà có nhắc qua trong mấy cái bài lần trước rồi nhưng mà Hà có nói sơ sơ thôi. Good. Đúng rồi, sự ảnh hưởng của các âm chung quanh đó các bạn. Okay. Có khi thì nó là âm trước, có khi thì nó là âm sau. Nó sự cái ảnh hưởng của các âm chung với nhau. Thì trường hợp này các bạn sẽ thấy như thế này. Khi mà các bạn thấy cái âm ending sound N với TH đi chung với nhau. Okay. Thì các bạn đọc thử cái chữ ten. Đọc bình thường thôi. Ten. Ten. Thì các bạn sẽ không có thấy cái lưỡi của mình đưa lên đọc cái chữ N. Chúng ta sẽ không có đọc là ten. Chúng ta không có đưa cái lưỡi lên. Mà chúng ta sẽ cho cái lưỡi ngay khi mà chúng ta đọc tới cái âm N đó, thì các bạn sẽ đưa cái lưỡi lên ngay để mà đọc âm TH. Các bạn đọc thử đi. Ten. Nhớ là TH chúng ta bắt buộc phải cho chóp lưỡi cho hai hàm răng. Ten. Và chứ các bạn sẽ không có thấy cái đầu lưỡi của mình đưa lên cho cái âm N.
Có thấy rõ điều này không? Chúng ta sẽ không có đọc là tenth, không đọc được, mà chúng ta sẽ đọc là tenth. Tenth. Don't worry about that. Okay. Các bạn sẽ nghe coi thử để đọc thử tenth. Có phải là cái đầu lưỡi của mình sẽ đưa ra ngay và chúng ta sẽ không có đưa đầu lưỡi lên cho âm an không? Đọc thử đi. Tenth. Tenth. Có phải không? Ý Hà Cát muốn hỏi là có phải thì phải các bạn giống như là các bạn không, khi mà chúng ta đọc âm ten thì các bạn sẽ thấy cái đầu lưỡi của mình đưa lên, phải không? Đầu lưỡi của mình đưa lên ngay chỗ cái velar ridge và để ở đó. Ten, đúng không? Đọc cái chữ ten khi mà không có th. Ten. Các bạn còn đọc với Hà Cát ten, có phải là đầu lưỡi đưa lên không? Đọc thử cái chữ ten đi. Ten. Có phải là đầu lưỡi đưa lên không? Trả lời vậy thôi. Ten, đầu lưỡi đưa lên phải không? Ok, bây giờ đọc cái chữ ten. Chót lưỡi với hai hàm răng nè. Ten. Có phải là đầu lưỡi không có đưa lên nữa không? Ten, mà chỉ có đưa ra giữa hai hàm răng. Rau muống thấy đúng rồi. Các bạn khác thì sao? Ok. Đúng rồi. Ok, là tại vì đây là một trong các trường hợp các bạn thấy rất là rõ ràng. Assimilation nó nằm ở trong này. Nó sẽ biến cái âm N. Âm N đó các bạn sẽ không có đưa lên giống như cái regular N chúng ta hay đọc. Và không các bạn, có nghĩa là đầu lưỡi đưa lên nó chạm vào cái lợi phía trên đó. Mà cái này người ta gọi cái này nó gọi là dental N. Ok, nó sẽ trở thành ra là âm N và âm TH đi chung với nhau. Và các bạn sẽ dù hầu như là không đọc âm N mà các bạn chỉ có đọc âm TH mà thôi. Ok, đó là cái sự ảnh hưởng của cái âm. Ok, nó được kêu là dental end chứ không phải là dentalizer. Dental end. Ok, cho nên các bạn sẽ thấy cái sự ảnh hưởng của âm. Cho nên khi mà các bạn đọc đó, các bạn để ý cái vấn đề này nó không có sai. Ok, chẳng hạn ví dụ bây giờ các đưa lên cái câu này ha, các bạn đọc ha. Cái chữ Việt Nam nè. Ok. Ok. Hôm trước Hà Cát đưa cái chữ này lên. Bây giờ các bạn thử đọc đúng cái chữ của Việt Nam mình nha. Áp phe. Các bạn sẽ thấy chúng ta không có phát ra cái âm p ở phía sau của cái chữ áp mà chúng ta sẽ đọc là áp phe, là áp như thế này nè. Chúng ta sẽ đọc âm áp ngay ở đây nè. Đọc thử đi, đọc một cách bình thường thôi. Áp phe. Chứ không có ai đọc là áp phe. Đúng không? Áp là chúng ta đã thấy ngay cái âm F ngay đó rồi, là phê phở đó rồi. Áp phe, đó là simulation trong tiếng Việt. Đó là cái sự bình thường khi mà chúng ta nói ra. Cho nên các bạn sẽ thấy là những cái điều này nó xảy ra một cách rất là natural, nó rất là một cái sự rất là tự nhiên khi mà chúng ta đọc tiếng Việt cũng vậy, mà khi mà chúng ta đọc tiếng Anh cũng vậy. Cho nên cái dở khi nói về cái vấn đề nói âm không, các bạn phải để cho nó tự nhiên nó xảy ra. Ok, và đừng có cố gắng gồng mình để cho nó xảy ra. Khi các bạn đọc cái chữ F hay cái chữ temp, các bạn sẽ thấy rất là tự nhiên. Ồ, tại sao mình làm vậy được ta? Ok, cho nên khi mà đọc tiếng Anh cũng vậy, các bạn sẽ hay để những cái sự đó nó tự nhiên nó xảy ra. Right. Cho nên khi mà các bạn sẽ thấy những cái trường hợp sao? Có chuyện gì vậy? Đáng yêu không? Ok, ví dụ các bạn đọc những cái câu chẳng hạn như thế này. Ok, I can bake a cake. I can bake a cake. Thì các bạn hãy đọc cái chữ I can bake ngay cái chỗ này. Từ từ các bạn sẽ hiểu ra. Từ từ sẽ hiểu ra. Ok. Thì các bạn đọc I can bake. Các bạn sẽ không có đọc I can bake, mà các bạn sẽ đọc I came back. I came giống như vậy nè. Các bạn ngậm miệng lại. Tại sao? I can back thì dài dòng quá. I came back. I came back. Tại sao chúng ta ngậm miệng lại ở ngay chỗ đó? Chuẩn bị đọc cái âm tiếp theo. Very good, Khan. Ok. Bởi vậy, ok, here we go. Để nó giải thích cái chỗ này khi mà chúng ta bắt đầu học bài nè các bạn.
Khi mà các bạn cộng những cái âm em nằm ở phía trước, trường hợp chúng ta có âm em và âm en là hai cái prefix trong tiếng Anh. Ok, các bạn đều biết là cái chữ em hay là cái chữ en nó đứng cho cái chữ not, nó là cái prefix meaning not. Ok, nó có nghĩa là không không đúng. Ok, là ngược lại đó. Thì bây giờ hả, các hỏi khi nào chúng ta dùng em và khi nào chúng ta dùng en, các bạn có nắm vững được hay không? Chứ bạn có giải thích được là tại sao chúng ta dùng em mà tại sao chúng ta không có dùng en? Ok, các bạn hãy coi thử nha. Ok, nếu bây giờ Hà có đưa lên cái chữ này. Ok, nếu bây giờ Hà có đưa lên cái chữ này. Các bạn sẽ nhận từ từ sẽ nhận ra nè. Incorrect. Incorrect. Ok, nếu bây giờ Hà, tại vì chữ I am và I am nó đều có nghĩa giống nhau nhau. Nhưng mà nếu bây giờ Hà có đưa là cái chữ incorrect. Incorrect. Ok, thì các bạn đọc cũng chưa thấy khó. Ok, em correct. Thì rằng đã hơi phải mà Hà có đưa cái chữ in polite. In polite. In polite. Thì nếu mà các bạn đọc cái chữ in polite, các bạn sẽ thấy cái âm em nó giống như là âm em phải không các bạn? Nhưng mà khi mà các đọc impolite, impolite, các bạn đọc in thử đi, in, nhưng mà các bạn sẽ thấy ngay ra nó sẽ là âm em. Impolite, impolite, có phải là âm em không? Nó biến thành ra là âm em phải không? Đúng không? Tuy rằng mình đọc là âm in, ví dụ mình đọc là âm in đi, nhưng mà nó cũng sẽ ra là âm em. Nó cũng sẽ ra là em. Đó là cái lý do tại sao trong tiếng Anh, ok, các bạn sẽ thấy imbecile, nó không có exist được, là tại vì khi mà các bạn đọc như vậy đó, các bạn sẽ thấy cái chữ nó sẽ rất là khó, ok, imbecile, các bạn sẽ thấy không? Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào chữ, chúng ta sẽ biết ví dụ một cái lúc nào đó các bạn cần phải biết một cái chữ nào đó là I am hay là I am, các bạn sẽ đem cái luật này ra. Các bạn sẽ thấy ngay lập tức là mình phải dùng em hay là dùng in. Important. Tại vì hai âm nó rất là dễ đọc, nó assimilate với nhau. Thật có đi xa quá không? Ok, nó là một cái cách để mà giải thích trong các chữ trong tiếng Anh đó các bạn. Một cái cách để giải thích cho cái chữ trong tiếng Anh. Để khi nào các bạn sẽ nói, à, không biết là mình sẽ dùng cái chữ nào hay là mình hay là làm sao để đúng. Thì khi mà các bạn biết được những cái điều này nó rất rất là căn bản thôi. Nhưng mà các bạn sẽ biết ngay là tại sao chúng ta đọc những cái chữ như là innocent mà không phải là innocent. Các bạn thấy rõ không? Innocent mà không phải là innocent là tại vì nó khó đọc, nó không có đọc được. Tại đó là cái luật ở trong assimilation. Khi mà chúng ta hiểu về assimilation, các bạn sẽ rất là dễ dàng để hiểu được là tại sao cái người đó họ đọc như vậy. Alright, giờ đưa lên một chút xíu để mà giúp các bạn về cái vấn đề đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những cái điều mà chúng ta đã học. Nhớ là trong cái khóa luyện âm này, và các nhắc các bạn là khi mà chúng ta học xong thì chúng ta có thể bắt đầu đọc những cái chữ ở trong tiếng Anh. Ok, và đây là một trong những cái phần mà chúng ta cần nói tới. Hà có nói sơ sơ về unstressed và stress trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu ôn bài và bắt đầu áp dụng các bạn ha. Tại vì cái điều này nó quan trọng cho một số các bạn khi mà nhìn vào từ điển. Ở trong tiếng Anh, các bạn biết có những cái từ chúng ta có một âm tiết, thì thường thường một âm tiết nếu mà đứng riêng một mình nó đó, ok, one syllable word, nếu mà đứng riêng một mình nó thì luôn luôn nó phải stressed, thì luôn luôn nó phải stressed, ok, tại vì stressed thì mới có thể đọc lên được. Khi mà nó đi chung hai cái syllable, ok, để có đưa một cái syllable, một cái những cái example ha, những cái example cho các bạn, ví dụ như là cái chữ này, man, hoặc là những cái chữ như là cut, các bạn sẽ thấy nó là one syllable word thì bắt buộc chúng ta phải đọc rõ cái chữ đó lên, hiểu hả cái nói không? Ví dụ như cái chữ the đại khái như vậy, chúng ta phải đọc rõ nó lên, hoặc là những cái chữ am hay là những cái chữ a,
khi nó đứng riêng một một từ đó, chúng ta bắt buộc phải đọc rõ lên. Cho nên khi mà các bạn đọc cái chữ này mà các bạn đọc là an, các bạn đã đọc sai. Cái chữ này mà các bạn đọc là ở, các bạn đã đọc sai. Tại vì khi nó đứng một mình, nó bắt buộc các bạn phải đọc rõ nó ra. Cho nó chính cái âm đó nó phải gọi là stress. Trong tiếng Anh nó là cái stress language. Tiếng Anh là tại vì nó không phải là cái tiếng tonal trong 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 tiếng Việt. Ok, tiếng Việt Nam của mình đó là tonal language. Tonal language là gì? Là chúng ta có các dấu, da critical marks, hay là những cái tone marks á, nó sẽ làm cho chúng ta cái âm đi lên và đi xuống. Chẳng hạn như dấu sắc thì chúng ta sẽ đi lên, và dấu huyền chúng ta đi xuống, dấu nặng chúng ta đọc nhắc gừng, hay là dấu ngã, hay là dấu hỏi, hoặc là không dấu. Ok, tiếng tưởng thanh à, không biết dịch tiếng 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 Việt đó ha. Ok, còn trong tiếng Anh nó không có trường hợp đó, nhưng mà nó sẽ dùng những cái stressed ở trong cái từ đó để chúng ta có thể nhận. Một số người khi học tiếng Anh gặp phải cái vấn đề như thế này là tại vì chúng ta không quen cái cách nghe cái stress và unstress ở trong tiếng Anh. Ok, cho nên các bạn hay nói là trọng âm nằm ở đâu? Hay các chị cho các bạn cái cách mà các bạn có thể nhìn vào từ điển, các bạn biết cái trọng âm nó nằm ở đâu và các bạn sẽ không có thắc mắc nữa. Hay các chị qua thôi các bạn ha, rồi các bạn sẽ có cái cơ hội để mà áp dụng nhiều hơn khi mà chúng ta bắt đầu cái lớp for English for Beginners. Okay? Ở trong tiếng Anh thì khi mà nói về những cái stress đó, trong tiếng Anh có ba loại stress. Okay, thứ nhất là primary stress. Okay. Primary stress là gì? Là cái âm tiếng Việt Nam chúng ta gọi là cái trọng âm ở trong một cái từ hay là một cái cụm chữ. Hà có nói rõ ràng là một cái từ ha, một cái từ là một cái word, hoặc là một cái cụm chữ là một cái phrase, là tại vì chúng ta sẽ nghe cái vấn đề primary stress ở trong một cái phrase nữa chứ không phải là một cái từ only. Một cái word nè, okay, là như thế này. Animal. Animal. Thì chúng ta sẽ nghe cái chữ an, âm an ở trong này đó. Cái stress nó nằm ở đó, primary stress nó nằm ở trong đó. An, animal. Các bạn nhận ra rõ cái vấn đề đó không? An, animal. Ok. Thì ở trong các từ điển đó, ok, họ một là dùng cái dấu như thế này, hai là cái dấu như thế này để chỉ cho primary stress. Ok, họ chỉ cho primary stress. Ở trong tùy từ điển, ok, chúng ta bỏ qua những cái vấn đề linh tinh ở ngoài được không các bạn? Tại vì vấn đề này nó quan trọng nè, là tại vì các bạn sẽ bắt đầu phải để ý tới cái vấn đề này, nếu không các bạn lạc ở chỗ này là các bạn sẽ đi qua tới Trung Quốc luôn á. Ok. Rồi. Ở trong một số từ điển, các bạn để ý nha. Ok, đây là cái syllable trong cái chữ animal. Đây là cái syllable. Một số từ điển họ sẽ cho cái stress mark nằm ở phía trước. Ok. Một số từ điển họ sẽ cho cái stress mark nằm ở phía sau. Cái vấn đề quan trọng chúng ta cần biết đó là dù là họ cho nó nằm ở phía trước hay là nó nằm ở phía sau thì nó cũng chỉ nằm ở trong cái syllable này mà thôi. Hà cách nói vậy các bạn có hiểu không? Đây là một cái syllable. Dù họ cho nó nằm ở phía trước hay là nó nằm ở phía sau, nó vẫn là cái syllable này. Và đây là một trong những cái thắc mắc mà các bạn hay đưa lên hỏi là em thấy cái mark đó nó nằm ở phía trước và nó nằm ở phía sau khác nhau ở cái chỗ nào? Không khác nhau một cái gì hết. Chúng ta nhận ra cái syllable đó nó là an, nằm ở phía trước cũng vậy, nằm ở phía sau cũng vậy, nhưng mà chúng ta biết nó là cái syllable đó. Ok, cho nên khi mà nhìn ra chúng ta nhận thấy cái điều đó thì các bạn sẽ thấy khi người ta đưa cái stress mark như thế này hoặc là stress mark như thế này. Ok? Nhưng mà nó nằm ở cái syllable nào, đó là cái điều quan trọng. Nằm trước cũng vậy, nằm sau cũng vậy, nhưng chúng ta biết là nó sẽ nằm ở cái syllable đó. Ok? Có khi mà ở trong American Heritage các bạn sẽ thấy họ dùng cái cách giống như vậy, nhưng mà họ sẽ viết in bold. In bold có nghĩa là họ sẽ viết cái chữ nó đậm hơn đó các bạn. Nó đậm hơn cho cái primary stress.
Là có nói vậy các bạn hiểu không? Ok. Cái điều nhìn vào trong một từ đó, chúng ta rất dễ dàng để mà nhận ra cái primary stress. Cái khổ là ở trong một cái phrase. Ok. Ở trong một cái phrase, I'm sorry, hả có biết sai. Một cái phrase là cái điều mà chúng ta khó nhận ra. In the house. In the house. Ok. Và đây là một trong những cái điều khi mà Hạ có giúp cho các bạn trong beginners, trong cái lớp beginner, thì Hạ có sẽ giúp cho các bạn về cái cách nhận ra cái prominence ở trong một cái phrase. Prominence ở đây có nghĩa là những cái primary stress syllable ở trong một cái phrase. Hạ có nói vậy. Primary stress syllable ở trong một cái phrase. Ở trong một cái cụm từ đó, cái chữ nào, cái âm tiết nào chúng ta cần nhấn. Hiểu không? Trong một cái cụm từ, một cái phrase, thì cái âm tiết nào chúng ta cần nhấn. Ok, chúng ta cần nhấn. Thì cái đó là cái prominence. Mà cái điều này là các bạn sẽ không có thấy được ở trong từ điển. Ok, cái điều này các bạn phải vào lớp học. Dạ, các không biết là ở bên Việt Nam hay là có lớp khác có vậy hay không, nhưng mà các thấy cái điều prominence này hình như là hầu như là ở trong Pao Tóc không có dạy. Ok, các đang đang nói về các bạn về các stress English beginner, từ từ các sẽ cố gắng trả lời cho bạn ha. Ok, cho nên khi mà chúng ta cứ biết được bây giờ tạm thời cái prominence hà các không dạy ở đây được các bạn hết, là tại vì cái đó là chúng ta phải vào trong lớp cho lớp của beginners đó. Từ 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 hà các sẽ đưa lên và hà các sẽ chỉ cách cho các bạn, tại vì cái điều đó nó không phải là dễ mà chúng ta có thể nhìn vào mà có thể học được, nó bao gồm một chút xíu về grammar ở trong đó nữa. Cho nên ở trong này tạm thời bây giờ chúng ta nói về stress, ok, và unstress ở trong tiếng Anh. Chúng ta hãy nhận ra những cái điều này trước đã. Ok, thì cái điều stress đó mà chúng ta đều đang nói tới, cái điều đầu tiên là primary stress, thì đó là cái trọng âm ở trong một từ. Các bạn nên nhớ cái điều này, trong mỗi cái từ nó chỉ có một cái primary stress mà thôi, cho nên cái trọng âm để chúng ta nhấn nó chỉ có một mà thôi. Ok, cho nên đừng có nghĩ rằng ở trong đó nó có nhiều cái primary stress. Cho nên khi mà chúng ta học ra cái điều này, khi mà nhìn vào trong chữ đó, các bạn sẽ biết là cái âm nào nó sẽ mạnh và cái âm nào nó sẽ nhẹ. Primary stress nói qua rồi, đó là âm trọng âm. Thì chúng ta sẽ có cái secondary stress. Secondary stress là những cái âm nó giống chúng ta vẫn đọc rõ ra nhưng mà nó nhẹ hơn cái primary stress. Có nghĩa là cái nó không còn là cái trọng ở trong đó nữa, mà có thể chúng ta nói là nó là trung đi. Nó có thể là trung trung thôi. Có nghĩa là chúng ta vẫn đọc ra nhưng mà nó sẽ không có rõ ràng bằng cái primary stress. Và cái âm mà chúng ta sẽ thấy nhiều nhất ở trong tiếng Anh đó là unstressed syllable. Ok, những cái âm mà unstressed thì các bạn sẽ thấy nó được mót bằng cái âm schwa. Thì chúng ta đã học qua schwa sang rồi. Thì bất cứ một cái âm tiết nào, họ có nhắc đi nhắc lại về cái chữ syllable. Bất cứ một cái âm tiết nào mà các bạn thấy nó contain, nó có cái schwa sound trong đó, thì các bạn sẽ biết ngay cái âm đó chúng ta đọc nhẹ. Ok, ở trong một chữ, một từ trong tiếng Anh, không cần biết nó dài cỡ nào, có thể là 5 syllable, 9 syllable, 10 syllable, nhưng mà chúng ta sẽ nhận ra ở trong đó nó chỉ có một primary stress, nó có thể nhiều secondary stress và nó có thể nhiều unstressed, nhưng mà nó sẽ chỉ có một primary stress mà thôi. Ok, Hà Cá nói vậy các bạn hiểu không? Ghi bài kịp không? Ok, good, alright. Rồi, đó là những cái điều Hà Cá cần phải nhắc nhở các bạn khi mà chúng ta bắt đầu. Đúng rồi, khi mà bạn chia như vậy đó, Khanh, bạn có thể nhận ra được primary stress nó nằm ở đâu không? Các bạn hãy nhận ra đi. Các bạn hãy nhìn vào cái chữ của Khanh đưa lên đó. Các bạn hãy nhận ra đi là cái primary stress nó nằm trong cái syllable. Cái syllable đó ngưng lại ở cái chỗ nào các bạn? Đúng rồi, bạn đưa cái điều này rất là đúng nè. Là tại chúng ta phải biết là cái syllable nó bắt đầu từ đâu và nó ngưng lại từ đâu. Đấy, cho nên nếu mà các bạn chỉ có đưa lên như vậy không đó, là các bạn đang viết sai.
Dạ không, là tại vì đây nó chưa có đủ nguyên một cái syllable. Syllable nó có thể bắt đầu bằng một cái consonant, nó phải có một cái vowel và nó có thể ending bằng một cái consonant. Nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ có thể bắt đầu bằng chỉ là một cái vowel hoặc một cái consonant, hoặc là nó chỉ là một cái vowel only, hoặc là nó có rất là nhiều combination. Nhưng mà thường thường các bạn thấy sẽ thấy những cái trường hợp mà nó stress, nó bắt buộc phải có cái syllable ở trong đó. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta nói tới khi nãy đó là syllabic đó, syllabic N hay là syllabic L hay gì gì đó, các bạn sẽ thấy những cái vấn đề này nó không có thể là stress ở trong đây được. Còn nhớ syllabic không? Syllabic M, syllabic N hồi nãy Hà có nói. Ok, cho nên tại tại vì sao? Tại vì nó không có cái syllable nằm trong đó. Đấy, cho nên khi mà chúng ta nhìn vào một từ chúng ta sẽ biết được ngay, chúng ta sẽ từ từ decode ra được là trong đó nó sẽ có cái âm đó nó sẽ nằm ở đâu. Is it true that there can be a secondary stress in some words, but it's because it's much smaller than the main and it's only used in long words? Đúng rồi. Những cái từ mà có từ hai âm tiết trở lên đó, bạn Huyên, từ hai âm tiết trở lên thì nó sẽ có có thể có unstressed hoặc là nó có thể có secondary. Nhưng mà trong tất cả mọi mọi cái từ đó, nó nhất định phải có một cái primary. Hai cái nói vậy được không? Hiểu không? Ok, thì chúng ta có thể đem ra bất cứ một cái từ nào. Nhưng mà trước khi chúng ta đem ra từ từ các bạn ha, những cái từ lớn. Ok, hồi nãy chúng ta đưa ra cái chữ animal rồi đó, Katara hiểu không? Từ từ, để Hà Cát nói từ từ đã. Để chúng ta, các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ nhận ra được những cái gì mình học trong cái khóa luyện âm từ trước tới bây giờ đó. Bây giờ chúng ta đem ra áp dụng nè. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ nhấn vào đâu và mình sẽ có thể đọc ra những cái từ. Như thế nào? Ok, Hà Cát sẽ đưa lên một số từ, những từ dễ trước, rồi sẽ tới những cái từ lớn. Ok, và đừng có ngại các bạn ha, khi mà chúng ta cần phải tra từ điển. Alright, chúng ta không có, hiện tại bây giờ Hà Cát sẽ đọc lên những cái chữ cho các bạn, nhưng mà các bạn sẽ thấy từ từ các bạn sẽ quen, và một khi các bạn tra từ điển một lần rồi đó, các bạn không có phần cần tra lần thứ hai. Và khi mà vào trong cái lớp English for Beginners, Hà Cát sẽ đưa lên những cái pattern, Hà Cát chưa có quên về cái vấn đề pattern cho các bạn đâu. Và khi mà các bạn sẽ biết ra cái pattern thì nó rất dễ dàng để các bạn có thể decode những cái chữ. Và khi mà decode xong rồi thì chúng ta không có, sẽ từ từ chúng ta sẽ bớt dùng từ điển đi. Chúng ta sẽ dùng từ điển cho những cái chữ nào rất rất là khó thôi. Alright. So bây giờ chúng ta thử các bạn ha. Thử. Chúng ta sẽ ôn lại tất cả những cái điều chúng ta học trong khóa luyện âm. Alright. Ready? Thử nha. Viết phiên âm là cái điều rất rất là quan trọng. Nghe và nhận ra nguyên âm, đó là cái điều mà các bạn có thể nắm vững được cái cách nói, là tại vì mình phải nghe trước đã, mình nắm vững ra mình có nhận ra cái âm đó không, thì khi những cái âm đó nó đem vào cái chữ, ok, mình nhận ra được, thì một khi mình nhận ra được, mình decode ra được, mình mới phát ra cái miệng của mình được. Đấy, cho nên điều căn bản đầu tiên phải nhận ra âm đã. Ủa, tại sao em nghe ông nãy đọc như vậy mà tại sao em phát ra vậy, là tại vì cái tai của mình chưa có nhận ra. Ok, thử nha. Các bạn viết phiên âm cho cái chữ sir. Bắt đầu dở bài ra. Bắt đầu tra từ điển. Rồi, người nào mà học bài nhận ra âm đó thì mới viết đúng. Người nào không nhận âm ra viết sai. Ok. Các chị thấy có một số bạn viết đúng thôi nha. Cái âm ở trong này nguyên âm nó là âm r. Âm r. Ở trong những cái chữ như là sir, her, word, các bạn sẽ thấy ha, ok, word hay là word nó đều là cái âm r ở trong đó hết. Các bạn thấy không? Âm chúng ta bắt buộc phải nhận ra âm. No no no, âm r giống như Hà Cát viết đó. Ok, âm r giống như vậy. Ok, âm r. Những bạn nào mà you can assess yourself right now, ok, các bạn có thể tự mình đang là kiểm tra lại cho mình coi là cái âm nào mình nhận ra được và cái âm nào mình chưa nhận ra được. Ok, viết phiên âm cho Hà Cá cái từ breathe. Breathe, ok, very good. Cái nguyên âm ở trong này là gì? Cái nguyên âm ở trong này là gì?
Long E sound. Ok, Hakka sẽ đọc dài cái chữ này breeze. Tại sao? Tại sao Hakka đọc dài? Tại vì ending sound của nó là voice. Very good. Ok. Các bạn nhìn vào chữ cho các bạn sẽ thấy rất là mau, chúng ta có thể đọc được. Bright. 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 Nguyên âm là gì? Long I. Ok. Ở trong này chúng ta sẽ có blend là gì các bạn? Blend của chúng ta có gì? BR. Ending sound của nó là gì? T. Ở trong này GH nó là gì các bạn? GH ở trong này là gì? Silent. Ok. Cái chữ bright hay có đọc ngắn hay là đọc dài? Tuy rằng nó là long I sound, hay có đọc ngắn hay là đọc dài? Bright. Đọc ngắn. Cái ending sound âm T hay có dùng release hay là unrelease? Bright. Unreleased. Very good. Ok. That's right. Ok, chứ Hạ Cá không có nói that's right. Khi mà Hạ Cá nói that's right thì Hạ Cá mới hello Sinner. Rồi Sinner vô đúng giờ quá. Còn 19 phút nữa Hạ Cá trả lại cho Sinner. Hạnh hạ các bạn. Ok. Alright, so let's start with another one. Ok các bạn ha. Ok, look at the word happy. Ok, happy down lên. Hạ đưa happy ra Hạ Cá hành hạ luôn. Happy. 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 Viết phiên âm cho cái từ happy. Then hap. Chia ở đâu? Chia ở đâu? Viết như vậy nhưng mà phải chia ở đâu cho Hà Cát? Chia như vậy cũng được cho Hà Cát. Chia như vậy cũng được. Chia ở đâu? Hap. Happy. Chia ở đâu? Chia âm không phải chia chữ. Chia âm. Chia âm. À ha. Ok. Chia âm. Hap. Hap. Ok, here we go. Hôm trước Hà Cát nói với các bạn về double consonant. Phải không? Mà chúng ta chưa nói tới. Bây giờ các bạn chia hơi lủng củng. Ôi trời ơi, Hà Cát có ăn mực rổ me đi chăng nữa, Hà Cát nói cái tiếng chữ ngọt ngào dễ nghe hơn tiếng của Sena nhiều. Ok, bởi vậy cho nên đừng ai lo kia chê Hà Cát nói là tiếng chua hay là xấu gái hay là gì hết. Là ông si hót vào đây mà kêu Hà Cát xấu, Hà Cát nói trời ơi tôi có xấu cũng dáng đẹp hơn ông dạng lận. Mà Sena có kêu Hà Cát nói tiếng chua là tiếng của chua, dù là chua cỡ nào đi chăng nữa, ăn cả rổ me vô cái tiếng của Hà Cát vẫn ngọt ngào hơn tiếng của Sena gấp dạng lận. Bây giờ vậy đâu sao đâu. Alright, các double consonant các bạn ha, đó cái này là để Sena lên lớp với các bạn nha. Ok, các double consonant các bạn sẽ thấy trong trường hợp chúng ta có DD hay là FF hay là GG hay là LL hay là MM hay là NN hay là PP hay là OO hay là SS hay là TT hay là ZZ. Các bạn sẽ thấy nó chúng ta có một âm thôi. Ok. Nó sẽ cho chúng ta có một âm. Ô, hôm nay Hà Cát có tĩnh tâm ở ngoài nhà thờ đó. Xin là thành đã Hà Cát lát là Cát phải sơ soạn đi tĩnh tâm. Ok. Đang là mùa giọng. Advent. Alright. Cho nên những cái double consonant các bạn thường thường nó sẽ cho chúng ta một âm. Ok. Hà Cát nói thường thường nha. Ok. Là trường hợp như thế này. Các bạn coi nha. BB. Chẳng hạn như là triple. Ok, triple. Thì các bạn sẽ thấy drip nó chỉ cho chúng ta có một âm thôi. Ok, chẳng hạn trường hợp như là app, nó cũng chỉ cho app, nó chỉ cho chúng ta có một âm thôi, chứ không phải là ab and b. Okay. CC. Ok, cái chúng ta sẽ biết CC nó có hai trường hợp. Một là âm CC nó chỉ sẽ cho âm sorry, âm K chứ. Nó sẽ cho chúng ta âm k. Ok, trong trường hợp như thế này. Account. Cái lý do tại sao Hà Cát phải đưa lên cái điều này là tại vì rất là nhiều các bạn đọc là account. Các bạn chia nó ra là account.
Ok, giờ các bạn cho nó ra là 2 âm K. CC ở trong này cho các bạn chỉ có một âm thôi, đó là âm K. Ok, CC chỉ có bằng một âm ở trong trường hợp này, đó là âm K. Thành ra chúng ta phải để ý là ok, âm K nó nằm ở trong cái syllable thứ nhất hay là cái syllable thứ hai. Tại trong cái chữ này nó có hai cái syllable. Một là và một là count. Giờ chúng ta sẽ thắc mắc là ok, có aspiration hay không? Nó đứng đầu cái syllable hay đứng sau cái syllable? Thì các bạn hãy coi chúng ta nhấn cái âm tiết nào. Account. 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 Đúng rồi. Cho nên cái âm đầu tiên đó các bạn, nó không phải là account. Các bạn có thể có để ý một số các bạn hãy đọc cái chữ này là account không? Một số các người Việt Nam ở bên đây đó, họ họ đọc như vậy rất là nhiều. Hoặc là đi mở account, account ở trong nhà băng. Họ đọc account rõ ràng. Họ không có để ý tới cái này là account. Account. Cái âm đầu tiên đó, các bạn sẽ viết phiên âm cho cái chữ này như thế nào? Account. Thì cái âm đầu tiên nó là âm gì? Âm schwa sound. Ok. Account. Bởi vậy cho nên các bạn sẽ thấy cái âm khi mà chúng ta nhấn nó sẽ nằm ở trong cái âm kh, nó sẽ nằm ở cái âm tiết thứ hai. Đấy. Bây giờ các bạn đưa những cái chữ như là accomplish. Accomplish. Chứ không phải là accomplish. Các bạn hiểu cách nói không? Cho nên CC ở trong này cho các bạn chỉ có một âm mà thôi. Accomplish. Hay là các bạn sẽ accost. Ok. Trường hợp chúng ta sẽ có âm C. Ok. C nhưng mà nó sẽ có, nhớ hồi nãy có nói tới letter C không? Ok, nếu mà sai đó, Tony, bây giờ mình trở lại mình sửa lại hết. Ok, cái letter C, các bạn nhớ không? Letter C nó còn có một cái âm khác nữa. Nếu mà nó đứng trước E and I and Y, các bạn còn nhớ không? Nó sẽ cho các bạn âm gì? Nó sẽ cho các bạn âm S. Ok, thì trường hợp ở trong những cái chữ như thế này đó, ok, các bạn sẽ thấy nè. Ok, các bạn sẽ thấy trường hợp như thế này. Thì cái âm C nó đứng trước letter E, thì nó bắt buộc cho các bạn âm S. Nhưng mà các bạn sẽ thấy ở trong này nó còn có âm K nữa. Accept. Accept. Ok, tại vì ở trong này nó không thể biến cái đó là accept được. Nó không thể biến ra là accept được. Cho nên những cái chữ mà các bạn sẽ thấy mà cộng với E ở phía sau đó, trong những cái chữ như thế này, các bạn sẽ biết nó là âm K và nó sẽ có âm S ở trong đó. Trường hợp chúng ta có như là access. Hoặc là các bạn sẽ có accessory. Học một thì học hai để cho mà biết hết luôn, để cho các bạn khỏi thắc mắc. Ok, trường hợp chúng ta có cái âm D, chúng ta cũng sẽ đọc là âm D. Trường hợp chúng ta có âm F, chúng ta sẽ cũng đọc là một âm thôi, đó là âm F. Âm G cũng vậy, chúng ta sẽ đọc là âm G. Âm L cũng vậy, chúng ta sẽ cũng sẽ đọc có một âm thôi. Chẳng hạn như cái chữ như là smell, các bạn sẽ đọc có một âm L thôi, chứ không phải là smell là. Alright, chỉ có một âm L mà thôi. Announce, ok, trường hợp chúng ta có hai âm N, cũng trường hợp này, announce, chứ chúng ta không đọc là announce, announce, ok. Nó có nhiều trường hợp các bạn ha. Tuy rằng chúng ta sẽ có những cái trường hợp đặc biệt, nhưng mà đại khái Hà Cát đưa lên để cho các bạn thấy là thường thường đó, như Hà Cát nói bất cứ cái luật nào cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái sự exception, là những cái nó không có đúng trong cái nguyên tắc, là tại những cái xuất xứ của những cái từ đó, nó có thể là từ một cái chữ nào đó của cái ngôn ngữ khác, của nước khác đưa sang dạng ngoại lệ. Bởi vậy cho nên nhưng mà chúng ta có thể nhìn theo một số các chữ như thế này, chúng ta đem cái phần chung chung thôi các bạn, thì chúng ta đã sửa được cũng rất là nhiều ha. Chẳng hạn như cái chữ này, có một số các bạn hay đọc là apply. Tôi đi apply một cái job nào đó, thật sự cái chữ này không phải là apply mà nó là apply. Apply. Cho nên các bạn sẽ thấy applaud hay là applicable, đại khái thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp mà chúng ta đọc PP nó chỉ là một âm. Âm S cũng vậy, chúng ta sẽ đọc một âm, hay là âm T hay là âm Z cũng vậy. Alright. Đây là nói qua về cái phần triple consonant thôi các bạn ha, để cho các bạn thấy chứ khi mà chúng ta chia cái chữ hồi nãy, cái chữ đó chữ gì cũng mất tiêu rồi. Hồi nãy anh ơi, ôi chị happy, ok, cái chị happy, trở lại happy, hành hạ happy cho xong đã. Ok, alright.
Sau nào bây giờ chúng ta chia âm của cái chữ hát thì chúng ta sẽ chia như thế nào các bạn? Em thấy đôi khi Bi đứng trước Pi, vậy lúc đó mình đọc sao cô? Bạn đưa cho Hà Cát một từ đi được không bạn? Đúng rồi, đây vậy gọi happy, ok. Thì chúng ta sẽ nhấn ở đâu? Đúng rồi, thọ con đưa lên rất rất là tốt. Bạn sẽ đưa và bạn sẽ cho cái nhấn âm ở ngay cái chỗ đó để chúng ta biết là chúng ta sẽ nhấn cho happy. Thì các bạn sẽ thấy, here we go. Ok, đó là một trong những cái chữ mà cá có ở trong cái phần mà trong cái những cái chữ đặc biệt hả, có đưa cho các bạn ha. Nói hơi ngoài lề các một chút xíu các bạn ha, ở về cái chữ này. Ok, khi mà chúng ta gặp cái trường hợp này đó, ok, thì các bạn sẽ thấy là subpoena, ok, subpoena ở trong này bạn sẽ nghe ở trong đây cái assimilation của hai âm, bởi vậy cho nên nó xảy ra là một cái âm nó sẽ trở thành ra là silent. Thế này thấy không? Subpoena, 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 bạn sẽ thấy không? Bạn sẽ thấy cái sự ảnh hưởng của âm không? Bạn có thể đọc là sub pin cũng được, nhưng mà bạn có thấy cái sự ảnh hưởng của hai âm assimilate nó đi vào với nhau và nó sẽ bỏ, nó sẽ bị một cái âm, nó sẽ trở thành ra là silent không? Đúng rồi, subpoena nó bỏ âm p, âm b ở trong này, nó là silent b đó. Ok, và trong tiếng Anh hình như mình cũng có một vài chữ như để các coi cái bài. Đúng rồi, nó bị assimilate đó bạn, nó bị assimilate đó. Let's see, âm vị. Các không có giờ để nói về các bạn trong cái trường hợp này ha. Nói sơ sơ cho có âm vị. Wow, nhiều lắm, bài bài về silent vowel nhiều lắm, có chết nói không hết đâu. Nhưng mà các bạn sẽ thấy những cái trường hợp đấy các bạn, chẳng hạn như thế này ha, grandmother, grandma, grandmother, ok, grandmother, các bạn sẽ thấy nếu mà mình đọc rõ ra đó thì mình sẽ đọc là grandmother đúng không, nhưng mà khi người ta đọc người ta đọc grandmother, grandmother hay là grandfather mà họ thấy không có âm đi nữa, tại vì nó bị assim lại, nó bị mất đi khi mà chúng người ta phát ra cái âm đó rồi. Hiểu hai cái nói không? Những cái chữ như là grandmama, grandma, grandma thì nó đọc giống như cái chữ grandma, nó giống như vậy nè. Tại vì cái âm đi nó bị mất ở trong đó rồi. Nó cứ, mình đọc làm sao mình save về cái energy của mình đó. Cho nên khi mà các bạn nghe người Mỹ họ đọc những chữ như là grandpa, họ thấy không có đọc grandpa mà grandpa, grandpa. Tại vì khi mình đọc cái âm n nó sẽ assimilate với cái âm p, nó bỏ hẳn cái âm âm đi đi, và cái đó nó rất là nhiều. Chẳng hạn như các bạn đọc cái chữ như là history, history, các bạn sẽ nghe những cái chữ như là history, đại khái như history, nhưng mà khi mà các bạn sẽ thấy cái âm t và âm o đi liền đó, nên đọc như là history, history mà không còn là history nữa. Các bạn thấy cái assimilation ở đây không? History nó là history, history. Yeah. Cho nên cái khi mà hiểu được cái assimilation đó các bạn, nó dễ dàng để các bạn có thể trả lời cho một số những cái âm mà các bạn sẽ nghe ha. Về đấy này quay, còn mấy phút nữa các muốn cho các bạn làm cái này cho xong đi. Rồi bây giờ chúng ta có thể nhìn ra bất cứ một cái chữ nào, chẳng hạn như để cái chữ này ha. Và nói về silent letter nó cũng có nhiều cái trường hợp trong các bạn, chẳng hạn như cái trường hợp như inert letter đó, có khi thì mình thấy nó mà khi mà chúng ta sẽ không có thấy nó, chẳng hạn như trường hợp các bạn sẽ thấy những cái chữ như là chắc hôm nào họ có phải đưa cái bài này lên để nói với các bạn quá, không biết nó có nó giải thích cho các bạn một số cái vấn đề. Chẳng hạn như các bạn sẽ thấy những cái chữ như là những cái chữ sign, ok, sign, ok, thì chúng ta sẽ ở trường hợp này chúng ta không có đọc cái âm G ra phải không? Biết, nhưng mà thôi để lát nữa xin lên giải thích cho các bạn ha, tại giờ họ có phải chạy.
Khi mà Hà Cát đi đi tĩnh tâm đó, Hà Cát sẽ cố gắng đọc cho xin dài kinh nữa khác. Sau tuần tới hợp hẳn nhé, bắt đầu từ tuần tới khóa luyện âm kể như ngày hôm nay là chấm dứt rồi nè, kể như là xong rồi, cái trở lại chút xíu xíu hả, có còn còn chút xíu nữa thôi. Hợp các nói qua các bạn đi này ha, rồi hợp các sẽ trả hết lại. Ok, chẳng hạn như cái chữ như là sign, ok, những cái điều này nó kêu là inner letters các bạn ha. Đôi khi các bạn sẽ thấy trường hợp chúng ta sẽ nói là silent letters hay là không có silent, thì những cái nó có hai ba cái trường hợp. Ví dụ như cái trong trường hợp này các bạn sẽ thấy cái chữ sign hay là những cái chữ như là him, các bạn sẽ thấy những cái âm g, cái letter g trong đây hoặc là cái letter e nó trong này nó sẽ silent khi mà chúng ta đọc ra trong trường hợp này. Nhưng mà nếu mà các bạn add thêm những cái gì ở phía sau, chẳng hạn các bạn viết cái chữ signature thì các bạn sẽ thấy cái âm g nó lại nổi lên. Các bạn thấy rõ không? Chẳng hạn như cái chữ him, các bạn đọc chỉ có không có đọc âm n, nhưng mà nếu mà các bạn đọc him nổ thì các bạn sẽ thấy âm n nó sẽ nổi lên. Cho nên cái những cái trường hợp mà inner letters như vậy đó, tuy rằng nó là silent, nhưng mà chúng ta phải biết là khi nào nó sẽ bắt đầu nổi lên. Ok, nghe được chưa các bạn? Các bạn nghe lại được chưa? Ok. Ý ý của question nào là sẽ soạn đuổi Hà Cát đi, tại tới gần tới giờ Hà Cát đi rồi còn 3 phút nữa. Ok. So, Hà Cát có nói với các bạn là khi mà chúng ta học khóa luyện âm chút xíu, cái khái niệm về American Heritage Dictionary thì các bạn sẽ có thể nghe giật hả? Nghe giật không? Ok, nói lại ha, 2 phút nữa chạy. Ok, thì chúng ta đã có một cái khái niệm có thể nghe và chúng ta có thể nhận ra âm được, và chúng ta sẽ có thể bắt đầu nhìn vào phiên âm và chúng ta sẽ đọc được. Hà Cát mới đầu Hà Cát khi mà soạn cái bài này đó, Hà Cát soạn làm 8 phần, và Hà Cát mong muốn rằng các bạn có thể theo dõi hết 8 phần đó, nhưng mà tại Hà Cát thấy nó kéo hơi dài. Thực tế khóa luyện âm Hà Cát làm khoảng 3 tuần thôi, chứ không bao giờ mà làm cho tới 5 tuần, 6 tuần như bây giờ hết, nó sẽ bị loãng đi. Cho nên bắt đầu từ tuần tới các bạn ha. Ok, hôm nào Hà Cát chỉ cho Sinner về luyện âm ha, rồi Sinner sẽ chỉ lại cho Hà Cát về grammar, ok? Là vì Hà Cát rất là yếu về grammar. Và Hà Cát hay học những cái bài của Sinner, tại Hà Cát thấy thấy khi Sinner dạy grammar rất là hay. And also, Hà Cát mua cái quyển The Little Book đó, The Little Brown Book rồi đó. Cho nên Hà Cát sẽ cố gắng Hà Cát học thêm về grammar. Ở bên đây thì khổ một điều là người ta không có dạy grammar giống như họ dạy các bạn ở bên Việt Nam. Thành ra biết thì biết vậy thôi, chứ mà không có lớp nào explicitly người ta dạy về grammar hết các bạn ha. Thành ra những người mà học bên đây hơi khổ điều đó là thua grammar của Việt Nam mình rất là nhiều. Ok, có thể giải thích được, có thể nói là ok cái đó sai, nhưng mà
quả Hà Cát học thôi chứ đâu phải Hà Cát đang nói giúp các bạn đâu. Vậy cho nên khi mà nhiều khi đó, khi mà chính mình edit cái bài của mình đó các bạn, hoặc là edit những cái bài của các bạn khác đó, Hà Cát có cái nói nó sai là sai, không biết cách nào để mà giải thích. Và đó là một trong những cái điều mà Hà Cát cần phải học, là làm sao giải thích cho những cái người mà trong trong cùng một cái nhóm của Hà Cát đó. Believe it or not, khi mà ở trong cái nhóm research của Hà Cát, Hà Cát là cái người phải edit những cái bài khác, là tại vì người ta nghĩ là Hà Cát giỏi grammar. Nhưng mà thực sự là Hà Cát không có giải biết đây là cái điều mà cái khuyết điểm của mình, thầy có ngại nói là Hà Cát cần phải học thêm từ Senna, tại vì Hà Cát thấy Senna rất rất là giỏi về grammar mà. Và ở sau Hà Cát cũng nhờ cái sự giúp đỡ của anh Hai Sơ Lạp Xưởng nữa. Anh Sai Sơ Lạp Xưởng đôi khi cũng phải phải edit bài cho Hà Cát luôn đó, khi mà Hà Cát viết bài anh Hai Sơ Lạp Xưởng nói cái điều này thiệt. Senna có một lần Hà Cát phải nhờ anh Hai Sơ Lập Xưởng edit bài cho Hà Cát luôn đó, là tại vì cái grammar của theo cách học của Việt Nam Hà Cát không biết. Nhưng mà về phonology thì hầu như là những cái gì mà các bạn thắc mắc thì Hà Cát có thể giải thích được. Cho nên mỗi người có một cái ưu điểm và một cái khuyết điểm các bạn ha, sở trường sở đoản. Vì vậy cho nên sở trường của Hà Cát là về phonology, và Hà Cát không ngại giúp các bạn về vấn đề đó. Nhưng mà sở đoản của Hà Cát lại là grammar. Vì vậy cho nên mình biết cái yếu của mình và mình đi học của người khác, điều đó không có gì là xấu hết. Hà Cát nghĩ là như vậy. Alright, Hà Cát cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia khóa luyện âm với Hà Cát. Kể như là hôm nay chúng ta chấm dứt ở cái phần 5. Những cái điều gì mà Hà Cát chưa có cái cơ hội để mà chia sẻ cùng với các bạn thì Hà Cát sẽ đem vào cái lớp English for Beginners, và Hà Cát mong rằng các bạn sẽ tham gia cái lớp đó cùng với Hà Cát. Những cái gì mà thông báo hay gì đó Hà Cát sẽ viết vào trong đây, giờ nào Hà Cát sẽ lên lớp hay là gì gì đó thì Hà Cát sẽ viết vào trong này cái thời khóa biểu mới. Và also hôm nào Hà Cát rảnh xin lời giúp cho Hà Cát làm một cái Facebook nha, rồi để Hà Cát có thể thông báo với các bạn. Để các có thể thông báo cho các bạn giờ nào có lớp. Alright, Hà Cát trước giờ Hà Cát không bao giờ vào Facebook. Hà Cát hỏi Hà Cát cảm ơn các bạn rất là nhiều, và Hà Cát mời các bạn ở lại cùng học với Sena nha. Sena có cần instructor không? Ok, vậy Hà Cát sign log out rồi, khi Sena gọi vào nhé. Ok, các bạn ở lại học chia sẻ với Sena nha. I'll talk to you all later. Good night.